Xin chào tất cả anh em quay trở lại sách Vạn Năng, em tên Sơn. Trước hết em xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em đã từng mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Hôm nay em có một số mặt hàng nội địa Nhật cũ ha, em muốn giới thiệu tới anh em. Thì anh em muốn mua hàng thì cứ việc xem kỹ nghe rõ ha, chưa rõ chưa kỹ nữa thì muốn biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm hình ảnh cứ việc kết bạn Zalo số điện thoại em là 0335172445 ha, Zalo em cũng tên Sơn ha. Rồi em sẽ chụp hình rồi gì hay là gửi thông số cụ thể thêm. Anh em nhớ là đặt hàng thì anh em đặt hàng liên hệ trực tiếp giùm em qua số điện thoại nha, hoặc là Zalo đó các bạn nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Số tài khoản hay là cái gì nội dung mua bán gì còn em có thể để phía dưới mô tả video, anh em nhấn dấu mũi tên bên tay phải xuống ha, bên này ha, thì anh em sẽ thấy. Rồi thì anh em mua hàng bên em đơn hàng 300.000 trở lên chuyển khoản đủ là em bao ship nha. Rồi ok, đây đầu tiên nha, dao số 1 nha, em bán giá là 350. Dao này cái dao của thằng Kai ha, Kai. Dao này dao thép kẹp nha, cán nhựa đây nha, Kai. Rồi made in Japan nha, thép kẹp cán nhựa. Cái này em bán 350 nha, anh em mài thêm em 20 nha. Rồi tiếp theo dao số 2 em bán giá 150 nha, dao số 2 giá 150, cán gỗ rất là xịn đó ha, cán gỗ rất là xịn. Đây cái phần mỏ này có hơi bị cong vô xíu nè. Rồi chữ nhật khi nằm phía đây nha, đó anh em có thể nhìn kỹ nha, đây ha. Rồi cái này em bán giá 150 nha, 150 nó in laser giờ nó quá mờ ha. Rồi dao số 3 ha, cán từ trên dưới liền lạc luôn ha, 150 ngàn cây nha. Rồi 150 ha, phần mỏ này ha. Rồi 150 dao số 3 ha. Dao số 4 ha anh em, 200 ha. Dao số 4 em bán 200, cái này thì nó mài 2 mét nha, mài 2 mét nha. Rồi 200 ha. Đó, dao số 5 nha. Đây. Đây 250. Anh em nào bán dưa hấu dễ hè ha, đây trẻ dưa hấu thoải mái luôn nha, dưa Long An là trẻ một cái một là đứt tầm 2 liền. Rồi 250. Tiếp theo dao số 6 nha, 250. Dao số 6 không là bằng thao nha. Rồi 250 nha anh em, 250 nha. Đây có mẻ nè, vậy anh em mài lại nha. Mấy dao này thì bán dao cũ không có bao đồ bén nha, anh em muốn bén anh em nhờ em mài thì đem đi mài giùm ha. 20.000 cây. Rồi 20.000 cây mà 20.000 cây nha. Rồi cái này số 7 nha, 150 nha anh em. Rồi dao số 8 nha, 200. Anh em nào biết mài và cần nhà anh em có ông thợ nào đó thì họ mài thì anh em mua về dao thô gì anh em mài nha. Còn mình thì mình chỉ ví dụ như anh em muốn bán sẵn thì mình đem đi cho ông thợ ông mài, ông mài ông mang 20.000 cây ha, 20.000 cây. Dao số 8 200. Tiếp theo dao số 9 và dao 3 nha anh em. Dao số 9 nha, dao số 9 em bán giá 500 nha, cán này ha, không nhựa nha. Đây đề 3 nha anh em ha, đề 3 đây đó, mài một bên nha, chữ nhật đầy đủ nha ha. Rồi thép đây ha, đó rồi ha, khá dày nha. Rồi giá 500 nha. Tiếp theo dao số 10 em bán 200 nha, dao số 10 em bán 200 ha. Con này made in Shiki Japan nha, đây nó Shiki Japan nha. Rồi nói cái này để chống dính nha ha, lưỡi thì có găng cưa, cái này anh em cắt cá giả đông gì rất là ok luôn nha ha. Đó đây. Rồi cái này em bán giá 200 nha. Tiếp theo nha, em bán dao 11 giá 200 nha, dao 11 giá 200 đây, 200.000 nha, 200.000 ha. Đây mở này ha. Rồi đó sweet mask luôn nha anh em, đây ha, vít to nè, cán đóng vít to luôn nha, đây đó, vít to inox. Rồi dao 11 200 nha anh em. Dao 12 nha, dao 12 đây, dao vuông nha, dao bản vuông có chữ nhật đây nha anh em, đó ha, giá 500.000 nha, cái này anh em chặt xương gà là gì ok nha. Đó, dao 13 giá 120 nha, dao 13 giá 120.
Rồi. Giá 13, giá 14 nè, giá 14 giá 400 nè. Cán là cán nhựa nha. Đây nó kẹp đây nha. Ha. Đó ok nha. Đây. Do thép này là do đất ha. Thì anh em về anh em mài vô lại dùng rất là ok nha ha. Thép này rất là tốt. Ha. Dao số 14 giá 400 ngàn nha. Rồi dao số 15 em bán 100 nghìn nha. Dao số 15 lóc phi đê gì đó, cái này thì không thấy thương hiệu gì hết nha nè ha. Đó cũng về chung lô thì đây em cũng vệ sinh sẵn rồi em bán luôn ha. Rồi dao số 16 em bán 150 nha. Cái này có Made in Japan luôn ha. Đó đây xanh ráp nha ha. Made in Japan như này nha. Đó 150 dao số 16 nha. Đó cho anh em xem ha. Rồi dao số 17 em bán 50 nha ha. Dao số 17 bán 50. Bây giờ này cực kỳ bán nha. Anh em mài lại là cực kỳ bán nha ha. Đó cái dao này là nó xài nhiều nè. Nó xài nhiều nên nó mài nhiều. Em bán cái dao này 50 thôi cho anh em sử dụng thử nha. Đây dao số 17 50 ngàn thôi ha. Đó mài thì 20 nữa 70 ha. Dao 18 ha 150. Đây dao 18 150 nha anh em ha. Rồi tiếp theo dao 19 70 nha ha. Dao này dao gọt trái cây, gọt qua quả nha. Đây đó cũng không có thấy thương hiệu gì hết nha. Đó, nó mờ nên là về nó mờ hay gì nó mất cho nó. Thì cái này cũng không có thấy nha, không thấy thương hiệu nha. Dao 19 giá 70 nha. Tiếp theo dao 20 nha, em bán 100. Dao thép đen này anh em mài lại cực kỳ bán ha. Rồi giá 100 nha. Rồi tiếp theo ta liềm nha, liềm số 1 nha. Liềm 1 liềm có găng cưa nha anh em, liềm 1 nha, cán ok nha. Đó. Rồi, gửi thì anh em về dùng gọt lá chuối hay là gì đó, đó, tùy theo. Cắt cỏ gì đó thì bằng tay. Đó, anh em có nhu cầu thì mua về dùng. Rồi dùng có lục thì anh em mài vỗ lại ha. Tùy theo ý của anh em nha, ha. Rồi ok, cái này thì em bán giá 100 nha, liềm 1 100 ha. Tiếp theo liềm 2 nha, liềm 2. Liềm 2 em bán 100 nha, liềm 2 em bán 100, cán thì cũng ok nha, ha. Rồi liềm 2 em bán 100 nha, có chữ nhật rồi gì luôn nha, đây ha. Đó thì anh em mua về dùng ha. À, dùng chưa bán chưa ưng ý thì có thể mài lại ha. Rồi tiếp theo liềm 3 nha, liềm 3 em bán 100 nha, liềm 3 em bán 100 ha. Đây cán ok nha, ok ha, liềm 3 100 nè. Thép là thép ten đất tiêu nha, thép không gỉ nha ha. Rồi anh em cũng thể gì dùng ha. Rồi chưa bán thì anh em mài lại ha. Rồi tiếp theo nha, liềm 4. Liềm 4 em bán giá 100 ha, cũng vậy ha, cán ok nha. Đây liềm 4 em bán giá 100 nè ha. Đó tem chữ nó mát mà. Đó đây ha, lưỡi đây. Rồi tiếp theo nha, liềm số 5 em bán 100 nha, cán ok hết nha, cán ok hết nha nè. Đây cán ok hết nè, 100 nghìn nha. Đây lưỡi đây. Lưỡi liềm này, lưỡi liềm dày nha, dày nha. Đây tiếp theo nha, liềm 6. Liềm 6 là em bán cả bộ nha. Liềm 6 thì em bán cả bộ, tức là nó không có được đẹp bằng mấy cái liềm nãy giờ bán lẻ nha. Thì mấy liềm này nói chung là nó cũng không được đẹp bằng thôi. Thì về anh em cũng về sửa sang rồi gì lại, mài vỗ rồi gì lại xài ha. Rồi cái này như cái này thì nó cái gán còn có một khúc nè ha. Đó vậy anh em làm cán vô khác vô dày vô. Này thì cán còn ok nha, cái này cán còn ok. Đó lưỡi này thì nó chỉ hơi mòn thôi, cái này về mài lại cũng còn rất là ok ha, có chữ nhật luôn nha. Rồi tiếp theo cái cây này cũng vậy, cán còn ok nha, cán còn ok, lưỡi cũng vậy ha, hơi mòn. Rồi tiếp theo nha, cây này thì cán cũng còn được nè, ok nè ha. Đó lưỡi này lưỡi dày nha, nó hơi xấu vậy anh em chịu khó mài lại, lưỡi này cực kỳ dày nha. Rồi lưỡi này cũng dày luôn ha, nhưng mà cán này nó bị cấn đây, chuẩn bị gãy nè ha. Vậy anh em làm cán lại ha. Bộ liềm số 6 này em bán 300 nha ha, 300. Rồi cái liềm này, cái liềm nhỏ nè ha, nó lớn nhỏ dày mỏng này các kiểu hôm nay đủ nha. Nó giá là 300 nha, như hình em bán là 300. Vậy anh em mài vỗ tôi chữa lại xài nha. Rồi tiếp theo nha, em bán cái cây cạy vỏ nha. Cái cây cạy vỏ này em bán 150 nha. Đây 150. Rồi 150 ngàn cây cạy vỏ nha, cây này dài khoảng 5 tấc nha. Rồi tiếp theo nha, cây bay nha. Đây em còn cặp bay cuối cùng nha, giá 100 ngàn. Anh em có nhu cầu liên hệ em ha. Cặp bay nha, 100 ngàn còn mới chát luôn ha. Rồi tiếp theo nha, tới xà beng. Xà beng mã 1 nha, em bán 80.
Đây mấy cây này còn nước sơn, tức là nó còn đẹp lắm nha, made in Japan luôn. Thương hiệu là Bakuma nè, size của nó là 230 nè. Ha, nhổ trên nhổ dưới rồi đẹp hết nha. Đó. Rồi ok, tiếp theo nha, sao beng mã số 200.000 nha. Đây, nhổ trên nhổ dưới đẹp hết nha. Đây, made in Japan luôn, nước sơn còn, cũng thương hiệu Bakuma. Con này size 280 nha. Giá 100.000 nha. Đó. Rồi ok, đóng đinh được luôn nha, đóng đinh nhổ đinh thoải mái. Sà beng số 3 này cũng vậy ha, thương hiệu là Yamaguchi nha. Đó, size của nó 300 nè, thương hiệu con gà là Yamaguchi nè ha, đóng đinh đây ha, đóng đinh đây. Rồi ở đây là nhổ đinh nha, nhổ đinh hai đầu còn đẹp hết nha. Đó, nhổ đinh hai đầu còn đẹp hết ha. Rồi ok. Giá 150, tiếp theo sà beng số 4 nha, giá 200.000 nha. Sà beng số 4 giá 200.000 nha. Đây. Nhổ đinh này còn đẹp hết nha. Ok nha, thương hiệu Bakuma, ba size là 360 nha ha. Đóng đinh nhổ đinh ok luôn nha ha. Rồi. Tiếp theo nha, sà beng số 5 nha, sà beng số 5 em bán giá 150 ha. Đây phần nhổ đinh này thì nó có mẻ nè. Anh em xem nha. Nhổ đinh này có mẻ nha. Rồi, thằng nào thằng cải dán phải nhổ đinh, size là 450 nha anh em, size 450, OH chép mát nha. Rồi đây. Đó, đẹp. Nhổ đinh nhẹ ha. Tiếp theo sà beng số 6 nha, 200.000 ha. Sà beng số 6 em bán 200.000 nha. Đây. Đó. Phần cải dán nè. Đó 200.000 nha ha. Size 600 nha, size 600. Ha. Rồi, nhổ đinh đây ha. Rồi, 600 ha, sà beng số 6 là bán giá 200 nha. Sà beng số 7 thì em bán giá 220 nha. Sà beng 7 220 nè. Đây. Sà beng lớn. Anh em thầy yêu cầu sà beng lớn mua lớn, nhỏ mua nhỏ nha. Ha, bằng cải dán đây nha. Đây, cải dán ha. Đây là sà beng lục giác nha, size của nó là cũng 600 nha. Size của nó là cũng 600. Rồi. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Đây, còn nhổ đinh nữa đây. Rồi, tiếp theo nha, sà beng số 8 nè. Sà beng số 8 250 nha. Miếng 8 250, sà beng này thì nó có đóng được luôn nha, đóng đinh luôn. Đóng đinh nhổ đinh là vậy ok luôn, size cũng 600 ml luôn ha, size cũng 600 ml luôn. Mình cho xem chân nha, ha. Đó. Rồi, phần đóng đinh đây ha. Đóng đinh này. Ha, Yamaguchi nha, ha, con gà ha. Rồi, nhổ đinh đây ha. Rồi. Tiếp theo sà beng số 9 nha, sà beng số 9 250 nha, sà beng số 9 250, cũng lục giác nha, cái này dài ha. Đây phần này phần cải dán nha, phần cải dán anh em xem nha. Rồi, đó, phần này phần nhổ đinh nha, cái này không có đóng đinh, cái này nhổ đinh ha. Rồi, cái này cũng khá dài nha, đó, chính là khá dài nè, giá 250 nha. Tiếp theo cái để hàng rào nha. Cái tế hàng rào số 1 giá 200.000 nha. Cán này cán nhôm hết anh em. Cái tế hàng rào số 1 giá 200.000 cán nhôm nha. Đây, cán nhôm, tay nhựa rồi gì đầy đủ nha. Rồi, đây. Rồi cái phần này về anh em có thể là chỉnh lưỡi, mài giũa lại đó thì tùy theo nhu cầu của anh em nha. Đây, anh em xem lưỡi nha. Rồi 200.000 cây ha. Mua về anh em tự chỉnh sửa nha. Tiếp theo ha, cái tế hàng rào số 2 nha, giá 200.000 nha. Cái tế hàng rào số 2 giá 200.000 ha. Đây. Cán nhôm tay nhựa luôn nha ha. Anh em mua về tự chỉnh sửa phần lưỡi nha, tự chỉnh sửa phần lưỡi với lại mài ha. Đó thì anh em xem ngoại hình đi ha. Rồi ok ha. 200.000 cây ha. Tiếp theo kéo tỉa hàng rào số 3 nha, 200.000 cây luôn ha. Rồi cán nhôm tay nhựa luôn nha, cán nhôm tay nhựa luôn, anh em có nhu cầu liên hệ nha ha. 200.000 cây, 200.000 cây nha. Rồi đây, anh em mua về tự chỉnh sửa phần lưỡi nha với lại mài nha. Rồi tiếp theo nha, em bán cái thùng đồ nghề số 1 nha. Thùng đồ nghề số 1 thì gồm có thùng đồ tép nè, thương hiệu của nó đây nha anh em. Em quay trên đây cũng khá là kỹ rồi ha, anh em có nhu cầu thì coi kỹ trên đây giùm em nha. Đó. Rồi nếu như muốn biết thêm thông số kỹ thuật của nó hay là gì đó cứ việc liên hệ với em, các bạn Zalo rồi gì ha. Rồi thùng số 1 em bán giá là 800 nha. Rồi thiếu cái cán nha, thiếu cái cán dít đây thôi ha. Rồi mày đầu cần nè, điếu là còn rất là đẹp luôn, ok luôn nha ha. Đó, điếu thì đầu này ba người ta ba tám này nha, rất đẹp ha. Rồi trong đây có 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 nha. Bộ này bộ lục giác nha, cái này thì mũi dít ha, mũi dít ngắn nè, 1, 2, 3 ha. Bộ cái này là cộng nè, cái này trừ nè, cái này qua thị nha, mắt hết đậu đây nha. Rồi đầu này đầu chuyển từ 38 xuống 14 nha, đầu này đầu nói nha ha. Đầu nói này 38 nè, đầu này lắc léo luôn nè ha. Cần đây, còn cái này là đầu 14 nè, đầu 14 cũng còn rất đẹp nè anh em xem nè, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 nha. Rồi ok, đây em test nha.
chó nhảy ok nha, cần còn rất đẹp nè ha, đảo chiều nha, đó đó rất là ok nha anh em. Thì bộ này em bán giá 800, anh em có nhu cầu mua về sử dụng thì cứ việc liên hệ em, thùng 1 800 nha, thùng số 2 thùng đồ nghề nha, thùng đồ nghề số 2 em bán giá là 800 nha, tool box nha, còn này thùng dày cũng nặng luôn nha ha. Phần ít của nó nè, tuy là chống sơn nha, có phần gỉ sét nha, nhưng mà không có lủng không có gì hết trơn, còn rất dày nha. Đây anh em xem nha, đó bên hông này thì có một cái lỗ nè ha. Rồi đây anh em xem nha, rồi cho anh em xem bên trong luôn nha. Thùng này em bán giá 180 nha, anh em có nhu cầu liên hệ em. Này bên trong ha, đó không có lủng gì hết nha, chỉ có bên hông này một chút xíu đây thôi nha. Rồi ok, khá dày dặn, bát thì gài đầy đủ hết trơn nha, hai bên ha. Rồi 180.000 thùng số 2 nha. Tiếp theo thùng số 3 nha, thùng số 3 này anh em cũng có thể đựng đồ nghề được nè ha, còn anh em đựng máy móc gì đó anh em đựng ha. Thùng số 3 này em bán giá 180 nè ha, đó cũng khá dày luôn ha, khá dày đó. Rồi 180.000 nha, thùng số 3 nha anh em ha. Rồi ok, tiếp theo cái bộ thanh lý nha. Bộ thanh lý này là làm những cái đồ linh tinh tận dụng nha ha, những đồ linh tinh tận dụng anh em thấy có nhu cầu mua về sửa sang gì đó hoặc là tận dụng được cái gì đó anh em mua nha. Một bộ này là 200.000, mã của nó là thanh lý số 1 nha, thanh lý số 1 em bán giá 200.000 nha, anh em có nhu cầu thì liên hệ ha. Đây ha, em bán gì là 200.000, gì là 200.000 nha, đó anh em có nhu cầu liên hệ. Anh em có một bộ nha ha, nó tùy theo mỗi một cái em soạn ra cái nào em thanh lý thì em thanh lý nha, đó em mỗi một clip em có một hai bộ thanh lý gì đó thì tùy, có clip không có nữa ha. Rồi đây clip này hôm nay em có một bộ nha, anh em có nhu cầu liên hệ nha. Rồi đây ha, đây đây nha em. Rồi thanh lý nha, đó chị này chị 33 nè ha. Rồi ok, này xà cậy ha ha. Chờ thanh lý một giá 200.000 nha, clip này em có một chỗ thanh lý nha. Tiếp theo đấy sẵn thì em bán vít tận dụng luôn nha, vít tận dụng. Nè anh em mua vít tận dụng thì có vít tận dụng nha, tí xíu nữa sẽ có vít vít nguyên nha, si nha. Đó, vít tận dụng số 1 em bán giá 200 nha, anh em có nhu cầu thì liên hệ. Thì em sẽ cho anh em xem từ cây luôn ha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em nha. Đây ha. Đây. Đó đó là những cái đầu ví dụ như vít dẹt thì nó sử dụng như vậy nè, vậy anh em mài vũ lại xương xương anh em xài nha. Nói chung là tận dụng nha. Đó. Rồi có những cây thiên không nguyên thì anh em về khỏi cần mài dũa nha ha. Đó, dùng như bị cong hay gì đó ha. Đây ha. Rồi đây ha. Rồi đây bét ba nha, cái đỏ này bét ba ha. Rồi giá là 200.000 bộ nha, 200.000 bộ. Tiếp theo bộ giúp tận dụng này là mã số 2 nha, bộ giúp tận dụng này là mã số 2. Thì bộ này cũng là tận dụng nha, thì anh em thì tận dụng sử dụng giá 200.000 nha, em sẽ cho anh em xem từ cây, ưng ý bộ nào lấy bộ đó, chưa ưng ý thì hẹn clip sau. Dạ rồi đây ha. Đây đây nha, đây đây ha. Rồi đây ha, đó cây vàng mới thì là bé ba nha. Rồi ok, đó bộ này cũng tận dụng giá 200.000 nha. Rồi tới he, tiếp theo ốc xí cáp nha anh em ha. Rồi bộ ốc xí cáp em bán giá là 250 nha, ốc xí cáp. Thì cái này nó đủ các cỡ nha, lớn nhỏ, này ốc xí cáp Nhật luôn nha ha. Rồi ok, đây gồm có 2 con nè. 4 6 7 8 9 10. Con này inox nha, 304 luôn nha. Giờ 11 12 13 con nha anh em ha, ốc xí cáp nha, 250. Rồi tiếp theo tới ma ní nha, ma ní bộ mã 1 nè, em bán giá 200 nè.
Cái này là em đã nhả xét vệ sinh cho dùng mỡ này đủ hết rồi, anh em chỉ việc mua về sử dụng thôi ha. Hai con này trùng thương hiệu luôn nha ha. SWL nè, 1 tấn nè, cái này là chịu tải 1 tấn nè. Tiếp theo nha, cặp mani 1 đó là giá 200 nha. Tiếp theo mani 2 nè, giá 250 nha. Này anh em cẩu dây móc dây ha. Đó. Rồi. Thì theo yêu cầu của anh em nha, cái này 250 nha, bộ mani 2 gồm có 3 cái nha, 250. Tiếp theo mani 3 nha, mani 3 này lớn nha, 250 bộ này cặp này nha. Đó, mani 3 250 nè. Thì cũng là vệ sinh chai dầu mỡ ha, ốc này dặn rồi thoải mái ha. Anh em chỉ việc mua về là dùng thôi ha. Cặp này thì em cũng bán giá là 250 nè. 105 tấn nè. Rồi tiếp theo tới giao tiện nha. Giao tiện thì em bán bộ về là giá 400 ngàn. Về anh em mà vỗ rồi về lại xài nha. Giao tiện số 1 giá 400 nha. Anh em về này vỗ lại dùng ha. Thì gồm có 2 cây nè. 3 4 5 6 7 8 9 cây ha. 400 ngàn. Rồi tiếp theo cái này là bộ dao chạy găng nha. Đây cái này là bộ dao chạy găng, thì nó gồm có size lớn, size nhỏ đủ kiểu hôm nay nha. Thì anh em có nhu cầu mua về dùng thì liên hệ em, anh em nào chuyên chạy găng hay gì đó thì đây em sẽ đưa từ từ nha, em cầm không hết ha. Đây em sẽ đưa từ từ, có lớn có nhỏ nha, đủ thứ hôm nay nha. Là giá là 500 nha, bộ dao tiện găng nha, giá 500 ngàn nha. Đây gồm 3 cái nè ha. Đó, 3 cái lớn nhỏ đủ thứ nha, 6 rồi đó, 8 nè ha, 10 nè ha, 10 12 ha, 13 nha. Rồi ha, 13, 15 nè, 16, 17, 18, 19 cái ha, 19 cái ha. Rồi 20, 21, 22, 23 cái nha. Rồi ok. Đó, 23 cái giá 500 ngàn, anh em có nhu cầu liên hệ nha. Ủa, mình tiếp theo nha, cái đầu điếu số 1 nha. Rồi, đầu điếu này là điếu mới, hoàn toàn chưa sử dụng nha. Điếu này là của Đài Loan ha, thép đen xuất cho thị trường Nhật nha. Thì ở đây thì nó về hàng bãi cho mình, thì ở đây em có gì em bán đó, anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. Đầu này lỗ vuông 25 nha, mất tiền tao qua anh đây nha anh em. Lỗ vuông 25, đầu này là tắc cây 2 tầng, nó sẽ trả ra một cái lỗ vuông ha. Với lại cái này là lục, 6 cạnh đó, lục giác đó ha. Rồi ok, cái này thì 38 là lục giác nè, 19 là cái lỗ vuông nó trả lại ha. Rồi bộ này là bộ số 1, em bán giá là 850 ngàn. Anh em có nhu cầu mua số lượng hoặc là mua giá lẻ vậy đó là em có hết. Số lượng thì em sẽ bán cho anh em số lượng, tất nhiên giá cả nó phải khác nha. Rồi điếu lớn số 1 em bán giá là 850 nha ha. Rồi đầu này 25 vô thì em sẽ không nhắc lại nữa nha, tại đầu vô của nó như nhau ha, cũng là thép đen, hàng của Đài Loan xuất Nhật nha. Rồi ok, đầu này sẽ ra lục giác 41 và lỗ vuông 21 nha, lục giác 41, lỗ vuông 21 ha. Rồi cái này nó sẽ ra là lục giác 38, lỗ vuông 20 nha, lục giác 38, lỗ vuông 20 ha. Rồi cái này thì nó sẽ ra lục giác là 41, lỗ vuông 21 nha. Rồi ok ha. Cái này ha là nó ra lục giác 35, lỗ vuông 17 nha ha. Rồi tiếp theo nha, bộ điếu số 2 ở đây em bán giá là điếu lớn số 2 em bán giá 480 ngàn. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em, cũng là hàng Đài Loan xuất Nhật nha, đầu vô vẫn là 25 ly nha. Rồi nó ra lại lỗ vuông này là 19 nha, cái này nó chỉ ra lại lỗ vuông thôi, 19.5 nha. Rồi ok, cái này là 21.5 ha. Rồi cái này là 17.5 ha, cái này là 20 nha, còn cái này là 17 ha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Tiếp theo nha, bộ đầu điếu lớn số 3 nè, điếu lớn số 3 em bán giá là 780 ngàn nè. Cái này thì nó chỉ ra lục giác 6 cạnh thôi, là anh em bắn thẳng trực tiếp vô con ốc của mình đó, con đai ốc á. Đó, đây là made in Taiwan nha, sản xuất cho thị trường Nhật nha. Thép đen ha, lỗ này 25. Rồi nó sẽ ra đầu này là 27 nha ha. Rồi đầu này là 41 nha anh em ha. Rồi đầu này là 33, em sẽ nhắc lại hàng này là nó mới hoàn toàn chưa sử dụng nha. Rồi 38 nha ha. Rồi cái này là 36 ha. Rồi cái này là 35 ha. Rồi còn cái này là 32 ha. Rồi anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Tiếp theo cặp móc nè, cặp móc số 1 nè, đó. Đó titan nè ha. Cặp móc số 1 nè, em bán giá là 170, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Đây anh em bấm cái ngoài sau đây, anh em mở ra ha. Cái nào cũng hoạt động tốt hết đây. Cái này thì gắn cái gót như này ha, mở ra. Rồi. Đó, cặp này em bán giá 170 móc mã 1 nha. Tiếp theo móc mã 2 bán giá 200. Móc này anh em trên này anh em kết nối vô di xích hay gì đó, rồi anh em tán cái chốt này lại
ha, kỹ nữa anh em hàng lại. Rồi thì nó sản xuất sẵn ngay cho mình như vậy nè, thì mình cứ việc mình xài thôi. Còn cái phần này thì anh em có thể là kẹp ton nè, hai đầu nè, anh em để miếng ton vô, ví dụ như ngón tay mình gì đây, anh em kẹp vô, siết vô ha, anh em cẩu lên, nó rất là chắc chắn nha, người ta chế sẵn, mình về chỉ có việc xài thôi, kết nối vô với dây hoặc dây xích gì đó. Thì tùy, một cặp này thì em bán giá là 200 nha, móc số 2. Tiếp theo nha, em bán cây mở lượt đó, anh em có nhu cầu xài mở lượt dặn ông dặn ống dặn răng hay là gì đó dạng tròn nha, thì đây mở lượt này thì em bán giá 500 nha. Cái này thì nhảy bình thường nha, đây răng cỏ là còn đẹp nha anh em, đây anh em xem nha, răng cỏ còn rất đẹp, rất nhọn luôn nè ha. Rồi cây này thì em bán giá là 500.000 cây mở lượt nha, sản xuất tại Nhật luôn, cũng còn nước sơn chút đỉnh nha. Đây thương hiệu là HIT nha, thương hiệu là HIT ha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Rồi tiếp theo nha, em bán cái tay máy khoan nè, tay trợ lực máy khoan nè, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em nha, lấy thước nè. Tay máy khoan số 1 em bán giá là 150 trợ lực nha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em ha, 150.000 anh em cầm để trợ lực thêm nha, cái đầu khoan hãy đút vô đây ha, cái đầu máy khoan anh em đút vô đây ha, em sẽ đo cái này cho anh em nha. Cái này em đo ở đây là bề ngang nữa được là 43 nè ha, 43 đây qua đây 43 nha. Rồi đây vô đây thì được 45 nè ha, đây vô đây 45, anh em có nhu cầu xài liên hệ em, tay khoan số 1 em bán giá 150 nha, hoạt động ok nha. Tiếp theo cái tay khoan số 2 em bán 50 nha, tay khoan số 2 em bán 50 nha. Này em sẽ đo con ốc cho anh em nha ha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ, cái này 12 ly nha. Đó rồi tiếp theo nha, tay khoan số 3 em bán giá 80 nha, tay khoan số 3 em bán 80, này dài nha, chịu lực tốt nha, em sẽ đo cái này là 10 nha, 10 ly nha ha, ốc 10 ly. Rồi tay khoan này, tay khoan bàn nha, số 4 nha, em bán giá là 100.000 ha, anh em có thiếu tay thì liên hệ em ha. Rồi giá 100.000 nha, tay khoan số 4 nha, cái này 12 ly nha. Rồi ok, tiếp theo nha, em bán một cặp combo nha, cặp combo này thì nó cùng thương hiệu nè, giá 18 nha, một cặp combo ha, sử dụng là một cái là sử dụng hai mũi nhọn bằng sắt luôn, hợp kim luôn ha, còn này một cái bên mũi nhọn hợp kim, còn đây là bút nha, bút chì á ha. Thì cặp này em bán giá 180.000, thằng này là của thằng Kuichi nè. Rồi giá 180.000, hoạt động ra vô rồi thoải mái nha, ốc thì đầy đủ. Tiếp theo nha, combo mã số 2 em bán giá là 250 nha, anh em có nhu cầu liên hệ. Cũng vậy luôn, hai cái là mũi hợp kim hết nha, hai cái là mũi bằng kim loại hết, một cái là mũi bằng kim loại, một cái mũi bằng giấy chì nha. Rồi đây cặp này em bán 250 nha, đây anh em xem nha, thương hiệu đây ha, có Tokyo đóng đây luôn nha, đây anh em xem nha, cặp này thì trùng thương hiệu nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em, ra vô rồi về thoải mái nha, giá 250. Rồi tiếp theo nha, cặp combo mã số 3 nè, cặp combo mã số 3 gồm có 3 cây nha, em bán giá là 300 ha, anh em có nhu cầu mua thì 300.000 trở lên chuyển khoản đủ em bao ship ha. Đây cái này thì xài được bút chì nè ha, còn hai cái này một cái mang hợp kim một cái không nha. Rồi ba cái này thì em bán giá là 300, combo mã số 3 nha, hoạt động ra vô ok nha. Rồi tiếp theo nha, đầu này là đầu chuyển thép đen, cũng hàng của Đài Loan nè, Kim Tony nè, sản xuất cho thị trường Nhật xài nha. Rồi cái đầu này đầu 1/2 nha, ra lại đầu này đầu vít nha, đầu vít này đầu vít bình thường của mình đó, gắn mũi vít, mũi vít thì ok nha ha. Anh em đang xài bu lông cần chuyển sang bắn vít thì đây có, mũi này là mũi gài luôn nha, anh em gài vô nó dính như đầu bắn vít bình thường, giá 140.000 là bu lông gài vít nha, giá 140.000. tiếp theo nha, giũa này thì mới hoàn toàn chưa sử dụng, giũa nhỏ siêu siêu nè, rất là mịn luôn ha, giũa nhỏ giũa tròn á, giũa lưu chuột có anh em ha. Đây thì cây này là mới chưa sử dụng, dài 160mm, có thông số đàng hoàng của SK11 nha ha. Đó cây này thì em bán giá là 50.000, giũa số 0 nha. Tiếp theo nha, cái giũa số 1 em bán giá là 120.000 nha, giũa số 1 có cán đồ gì đầy đủ nha, giũa này giũa gỗ nha ha, bán nguyệt một bên bằng bên mo nha, giá 120.000 có cán đầy đủ. Tiếp theo nha, giũa số 2 cũng có cán đầy đủ, em bán giá là 150 ha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em nhớ. Giũa này hình cái bình bông nè anh em ha, thương hiệu này nó rất là nhiều nha, làm giũa sản xuất giũa rất là nhiều, mấy con này thì mấy giũa này tương đối là nó còn mới nha, đó mịn nha ha. Rồi tiếp theo nha, em bán giũa lưới cưa nè, giũa số 3 em bán giá là 100.000, có cán đầy đủ nha, anh em xem nha, đó anh em xem, có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em nha, có cán đầy đủ. Tiếp theo nha, em bán giũa số 4 nè, giũa bản nhỏ nè, cũng thương hiệu cái bình bông nè ha, đó đây. Rồi em bán giá là 50.000 nha. Tiếp theo giũa số 5 em bán giá là 80.000 ha, tùy theo giữa lớn giữa nhỏ ha. Đó
Mấy cái này là tôi nói đẹp hết nha anh em ha. Rồi tiếp theo nha, vũ số 6 em bán giá là 150, chưa có cán nè, anh em về anh em tra cán vô ha. Đây 150.000. Tiếp theo nha, em bán vũ số 7 vũ tròn nha. Đó, mấy cái này là đẹp nha anh em ha, mới. Vũ số 7 này em bán giá là 150 luôn ha. Anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ. Đó, vũ đu chuột lớn nha. Rồi tiếp theo nha, vũ này vũ tam giác lớn nè. Đó, vũ này cũng còn khá là mới luôn nha anh em ha. Khá là mới luôn. Cái vũ này thì nó còn trong cái giấy dầu á, lâu ngày quá thì giấy dầu nó dính vô đây nè. Rồi vũa số 8 em bán giá là 150, nhưng mà vẫn còn gích tay hoạt động bình thường nha, ok nha, ba cạnh là mới hết. Rồi giá 150.000 vũa số 8. Tiếp theo thước gốc 1 em bán giá 100.000 nha, 15 cm, bên đây 30 cm nha, ngoại hình anh em xem nha. Rồi hai bên đều có số hết, thương hiệu là Sinh Hoa ha. Rồi ok, anh em có nhu cầu thì liên hệ. Tiếp theo thước gốc mã số 2 em bán giá là 100.000 nha, thước gốc mã 2 em bán 100.000, anh em có nhu cầu thì liên hệ em ha. Rồi xin qua luôn nha anh em, cái này là hệ in nha, góc này rất chuẩn, anh em có nhu cầu xài liên hệ anh em. Lớn này thước lớn nha, và chiều dài này thì khoảng 25 cm, chiều dài này thì khoảng 50 cm nha. Thước góc 3 cũng vậy, hệ in nha, hai bên số hệ in hết, giá 100.000 thước góc mã 3 nha. Rồi tiếp theo nha, em bán cặp mở đá này. Mở đá này thì gồm có cây chặn cốt luôn ha, đó thì chặn cốt lớn và cốt nhỏ nè, đá đã 100 hết nha, đá 100 hết. Cặp này em bán 150, anh em có nhu cầu xài liên hệ em nha. Tiếp theo nha, cây bơm mỡ này hoạt động tốt, bơm vẫn còn ra mỡ nha, và trong này vẫn còn cục gà bơm mỡ đều của Nhật luôn nha. Bơm mỡ này em bán giá 400, có nhu cầu thì điện thoại em ha. Rồi gồm có dây và ống thẳng nha. Tiếp theo tới đầu khoang nha anh em ha, đầu khoang thì ở đây em bán đầu khoang có đồ giữ vô cái cọng dây luôn ha, anh em bắt cố định kẹp vô dây, có đầu mỡ luôn, có tay mỡ bông mai gì đầy đủ nha anh em xem, còn rất đẹp ha. Rồi con này thì kẹp tối đa được 13 ly nha, 13 ly hoạt động là nhẹ nhàng chân chu nha, và động nhẹ nhàng chân chu ha. Đó, đầu cổ rất khích, rất ok luôn nha anh em xem nha. Đó, con này thì từ chuyển từ chân máy khoan gài SDS ha, là máy khoan bê tông bót đó, rồi chuyển ra lại khoan thường để anh em kẹp mũ khoan thường nha, xài cái khoan bót đó, thương hiệu là Mebo Makita nha. Anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, anh em muốn về xài sang cốt hay thay đầu cũng có máy nào đó thì cứ việc gỡ cái này ra, thì cái này nó rời nha, cái này nó cũng sử dụng găng nha ha. Thì đầu khoan số 1 em bán giá là 400, anh em có nhu cầu thì liên hệ. Tiếp theo nha, em bán đầu khoan mã số 2 cũng Makita Mebo luôn ha. Rồi mà đầu khoan mã số 2 em bán giá 450, đầu này thì đầu con nha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Hoạt động rồi gì là ok ngon lành nha, anh em dặn cái này rất là nhẹ nhàng nha, đầu rất khít ha, tai khoan rồi gì là đúng của nó luôn ha. Đó thì nó hoạt động rất là ok, để em dặn sát mỏ lên cho anh em xem nha. Ha, miệng là gì là rất là khích, rất là ok nha anh em xem nha ha, nó khích rất ok. Thì đây em sẽ đo cho anh em xem cái đầu này, xài đầu con nha, đầu này xài đầu con, cái lỗ phía ngoài này nhất của nó là được 17 ly nha, 17 ly. Rồi có tay khoan đầy đủ, cái đầu này là em bán giá là 450. Tiếp theo nha, đầu khoan mã số 3, đầu khoan mã số 3 em bán giá là 450 nha, 450.000. Đầu này là của Hitachi, kẹp tối đa 12 ly nha ha, răng rồi gì còn rất đẹp. Đây anh em xem nha, kẹp tối đa 13 ly, 12 ly. Đây anh em xem nha, đó, đây kẹp tối đa là 12 ly nha. Đầu này cũng là xài dạng con nha, Hitachi nha em, Hitachi nha. Rồi đây em sẽ đo tay mở này đầy đủ ha. Rồi cái này á, là lỗ con này em đo ngoài nó là 14 ly nha. Rồi ok, tiếp theo nha, em bán cái đầu khoan mã số 4 nha, đầu khoan mã số 4 cũng là thương hiệu Makita, có ký hiệu của Mevo nè ha. Rồi lỗ này là cũng là lỗ con luôn, xài dạng con hết nha. Đó, cái này đồ mở thì đúng luôn nha, ok, dặn là ngon lành nha. Bây giờ em dặn sát chấu lại cho anh em xem nha, chấu rất đẹp, rất ok nha ha. Rồi đầu này là 250, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Đầu này là đầu con nha, đầu con này thì ở đây em đo là 4 ly nè ha. Tiếp theo đầu này đầu nhỏ nè, đầu này thì kẹp tối đa là được có 6 ly rưỡi à ha. Đầu này đầu nhỏ nha, có tay mở rồi gì đủ đúng của nó luôn nha ha. Rồi đầu khoan mã số 5 em bán giá là 150 ha, dưới này thì xài đầu răng nha, răng này thì em đo đây vô đây gì anh em thấy nè ha, đó em đo vậy đó, này là được 11 ly nè, này là răng này em nghĩ là của cái chân răng cốt thứ mà cốt 11 12 ly gì đó ha. Rồi ok, cái này thì kẹp tối đa 6 ly rưỡi.
giá của nó là 150, anh em có nhu cầu xài liên hệ, có tay mở đầy đủ. Tiếp theo đến đội nha, đội chữ A này thì số 1 này em bán giá 400 nè, anh em có nhu cầu xài liên hệ em, nước cam còn rất đẹp luôn, tay quay đầy đủ, có đồ mở tất cây luôn nha. Rồi ok, giờ móc cái cây này vô đây em sẽ test cho anh em xem nha. Rồi, giá của nó là 400 nha anh em ha. Quay lên quay xuống rồi về hoạt động thoải mái. Mấy con này là mới chát, anh em khỏi lo chuyện mà nó bị kẹt rồi gì hết ha. Đó, mấy con cũ thì sợ nó xét rồi gì, nhưng mà ở đây em bán em bao cho anh em ha. Mới hoạt động ok, ngon lành thì bán nha. Rồi con này thì 400 nha. Tiếp theo nha, con này trọng tải của nó chịu được là 850kg nha anh em. Đây ha, trọng tải nó chịu được 850kg. Đội chữ A, anh em mua về đội xe ô tô hoặc là đội xe không ra sửa xe rồi gì đó. Đội số 2 này hiện bán giá là 400 ha. Nước sơn thì còn đẹp ok không lạnh nha. Thương hiệu là Goodman nha. Con này thì chịu trọng tải của nó là được 800kg nha. Anh em có nhu cầu thì điện thoại. Đây cứ vậy anh em móc vô xài thôi, móc vô quay thôi ha. Tay quay này quay liền nha. Đó, rồi hạ xuống nè, hoạt động là ok nha ha, giá của nó là 400.000 nha. Rồi tiếp theo nha, em bán cái con này đội số 3 nha, tay quay này có nấm xay gì đó ok luôn nha. Đội số 3 này đó là còn rất là mới luôn nè anh em xem ha. Con này thì thông số kỹ thuật nó mất rồi, nhưng hôm trước em có bán con giống vậy ha, thì con này trọng tải của nó chịu được là 750kg nha, giá của nó là 400.000 ha, 750kg nha. Đây em sẽ test nha. Con số 3 này chịu trọng tải là 750kg, em nhắc lại nha. Rồi hoạt động này rất là ok, rất là nhẹ nhàng, anh em xài tay quay này rất là thoải mái nha. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em, chịu trọng tải được là 750kg nha. Đội số 3 giá 400.000. Tiếp theo đội số 4 nè, em bán giá là 350 ha. Con này là thương hiệu của nó là Nissan nè, Nissan chịu trọng tải của nó là 650kg nha, 650kg ha. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Rồi bây giờ em test con này nha. Thì đây ha, móc vô ha. Rồi ha, test quay rất là nhẹ nhàng nha. Đội này hoạt động rất là ok, chân chu nha. Rồi lên rồi thoải mái nè, xuống thoải mái nè ha. Con này hiện bán giá 350 ha, chạy được là 650kg nha anh em ha. Rồi nha, đội số 5. Đội số 5 con này hiện bán với giá là 400.000, đội thì chịu trọng tải là được 700kg nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Phần này xây được thương hiệu là Goodman nha ha. Con này mấy con này thương hiệu này nó sản xuất rất là dày dặn và chắc chắn nha. Trọng tải là đúng hết nha anh em ha. Rồi. Đây em test nha, có tay quay rồi gì đầy đủ, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Quay rất là ok luôn nè ha. Cốt lớn luôn, thoải mái ha. Rồi quay xuống rồi gì thoải mái nè, lên xuống thoải mái nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ, 400.000 con, đổi số 5 nha. Đó, đây tay quay đầy đủ ha. Đổi số 5 giá 400 ha, trọng tải là 700kg. Tiếp theo tay búa nha. Cái này là cây rìu nha anh em ha, cây rìu nha. Cái rìu thì anh em về mà vỗ lại xài nha, cán thì còn đầy đủ nè, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em. Cái rìu này em bán giá là 300.000 ha. Đó, phần đít nó đây ha. Rồi anh em xem nha. Rồi giá của nó là 300.000 nha, cây rìu nha, cây rìu 300.000. Tiếp theo nha, búa 1 nha. Búa 1 em bán giá là 150 ha. Đầu búa thương hiệu nó đây ha, ký hiệu là chữ Z nè. Rồi đầu búa này là búa chống nha ha, bắt giác chống gì cũng được, anh em có nhu cầu thì liên hệ. Đầu búa này là búa hầu đó, anh em về tra cây ở nhà anh em địa phương có cây gì đó anh em tra cây đó, giá 150.000 thôi ha. Cái đầu búa cũng nặng khoảng ký. Rồi tiếp theo nha, búa số 2 em bán giá là 200 nha. Búa này là búa nhựa, mấy cái này thì em bao luôn, hoạt động rất là ok nha, anh em lót gạch anh em xài rất là bền ha, gáp chi tiết máy máy tiện rồi vậy đó ha. Hammer nè, búa ha. Rồi búa số 2 bán giá 200 nha. Tiếp theo búa 3 bán giá 150 nha. Búa 3 bán giá 150, anh em có thể đóng đinh nhổ đinh ha, đóng đinh nhổ đinh rất là gọn ok. Tiếp theo nha, em bán búa 4 với giá là 200 nè. Em bán búa 4 giá là 200, anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Đóng đinh nhổ đinh là gì đó ok ha. Đó, có thương hiệu có chữ rồi gì đủ ha. Đó,
cán thấy vậy chứ còn rất là chắc chắn nha anh em ha. Búa số 5 em bán giá là 80 nè, anh em có nhu cầu liên hệ. Búa đóng đinh nhỏ rồi gì được nè, gõ sỉ được luôn nè ha. Rồi 80.000 cây nha, búa số 5 nha. Tiếp theo búa số 6. Búa số 6 em bán giá 150 nha, 150.000 cây ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em nha. Rồi búa 6 OH nè, búa gõ sỉ nè ha, 150.000 búa 6 nha. Tiếp theo búa 7 nha, búa 7 150 luôn nha. Anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ nha ha. Búa bên mo bên hẳn nè, đó, dạng là búa gò nha, đó. Rồi, tiếp theo nha, búa 8 em bán giá là 200 nè ha. Búa thầu cầm vừa gọn tay nè ha. Đó, tim thì vậy còn rất đẹp luôn ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ búa 8 giá 200 nha. Tiếp theo búa 9 này nặng hơn búa 8 nha, búa này 250 nha. Đông du nha ha. 1,5 kg nè. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ nha. Đó, niêm của nó còn nè ha. Rồi, cán của nó đây nha nè, cán của nó đang có phần tét cái này xíu nha. Rồi, tiếp theo nha, búa bi nha. Búa bi con này hiện bán giá 250. Búa bi này nặng nè, khoảng ký trên ký nè. Búa bi nè, số 10 giá là 250 nha nè. Cán của nó đây, ngắn ngủn như thế này thôi ha. Rồi, phần bi nè cũng còn đẹp nha. Đây là nói chung là cũng có đánh, nhưng mà đánh cũng vừa thôi, chứ không có nhiều ha. Rồi, tiếp theo nha, búa nhựa em bán 250 nè. Cán gì đầy đủ nè. Mấy búa này thì có sử dụng nè anh em thấy nha, nhưng mà hoạt động còn rất là chắc chắn nha. Để em test cho anh em xem nha ha. Rồi nguyên vẹn nha ha. Rồi ok ha, giá là 250.000 nha. Tiếp theo nha, em bán cà lê mã 1 nha. Cà lê mã số 1 em bán giá là 150 nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Cái này đầu dòng hai đầu dòng 18 với 21 nha. Cái này là 17 22 ha, 12 14 24, 22 ha, 18, 13, 17, 17, 19. Ok. Tiếp theo nha, em bán cà lê mã số 2 nha, cũng bằng giá 150.000 bộ nha, 150.000 bộ. Thì đây gần có 14, 17 hai đầu dòng, 14, 17 hai đầu miệng. Cái này là chìa 24 nha, chìa 24. Chìa này là chìa 13, 17, 12, 10, 23, 21, 19, 22, 19. Rồi. Tiếp theo nha, em bán bộ cà lê thứ 3 cũng bằng giá 150.000 bộ ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em ha, 150.000 bộ cà lê mã số 3. Rồi gồm có 26, 21 ha, 13, 27, 24, 22, 14 dòng miệng, 17, 19 ha, cái này 12, 10. Tiếp theo nha, cà lê mã số 4 nha, cà lê mã số 4. Tôn tôn luôn nha, có thương hiệu rồi về đàng hoàng nha anh em ha. 36 dòng miệng nha, 36 dòng miệng còn rất mới, rất đẹp, ok nha. Cây này giá 250 một cây. Tiếp theo nha, cà lê mã số 5 em bán giá là 300.000. Cà lê này là chị 46 nha, dòng miệng ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em, mới chát càng chạc luôn ha. Rồi 300.000. Tiếp theo cà lê mã số 6 em bán giá là 200.000, thương hiệu là Asahi ha. Asahi miệng này miệng 55 nha, có thông số kỹ thuật đầy đủ nha. Giá là 200.000 miệng của nó đây ha. Rồi miệng bự. Rồi ok nha, miệng này bự hơn nữa nha, 63. Miệng này miệng 63. Cà lê này là cà lê mã số 7, giá là 250 nè anh em ha. Rồi đó, có chữ dích nhật rồi gì đủ nha, thép đen hoạt động tốt nha ha. Rồi giá của nó là 250.000. Tiếp theo nha, cây cần cộng này em bán giá là 100.000, thì gồm có đầu 17, 19, 21, 23. Mấy cái đầu này là em bao là không tét hết nha, còn nguyên hết nha, không tét không bể gì hết ha. Giá của nó là 100.000 cần cộng ha, 100.000. Rồi tiếp theo nha, em bán dây ép cành. Dây ép cành này thì anh em về tự mài bén lại sử dụng nha ha, thép này rất là tốt. Rồi ok, em bán giá là 150 ha, cây này không có chữ nha. Tiếp theo ghép cành số 2 em bán giá là 150, cũng không có chữ luôn nha, chỉ có chữ trên cán ghi trên đây thôi ha. Rồi 150.000 ghép cành số 2. Tiếp theo ghép cành mã số 3 Family nha ha, có chữ nhật phía sau nè ha. Rồi ghép cành số 3 em bán giá là 150 nha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ nha ha. Rồi 150. Rồi tiếp theo nha, ghép cành mã số 4 nha, mũi này cũng có mài được nè, phần mũi cũng có mài bằng nè ha, phần này cũng có mài được luôn nha. Rồi ghép cành mã số 4 giá của nó là 200 ha, có chữ đóng đây nha. Đó. Rồi 200. Tiếp theo ghép cành mã số 5 ha, cái này là của thằng hãng Topman nha, Topman nha. Đây, cái này là gia cốc nha anh em, gia cốc nha. Đây, Topman nha, ký hiệu của nó đây. Rồi ok, tiếp theo nha, ghép cành mã số 6 em bán giá là 200 nha, 200 nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ. Đây cái này cũng là gia cốc nha ha, hàng làm thủ công nha, có chữ nè.
Rồi em bán giá là 200 ghép cành mã 6 nha. Tiếp theo nha, em bán bộ vít nè. Bộ vít gồm có 3 cây nha. Vít này thì nó tương đối đầu cổ là ok nha. Anh em mua về chỉ dùng thôi, không có sửa sang gì nữa hết trơn á ha. Rồi vít này anh em có thể đóng được hết luôn nha. Vít số 1 em bán giá là 200.000. Anh em có nhu cầu xài liên hệ. BH2 nha, BH1 ha. Cái này vít trừ nha, vít trừ ha. Tiếp theo vít mã số 2 nha anh em. Vít mã số 2 nha, giá là 200.000 nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ vít mã 2 nha. Đây, gồm có 3 cây luôn nha ha. 3 cây luôn. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Rồi cái này BH2 nè ha, BH2 nè, BH1 nha. BH1. Rồi cái này trừ nha. Rồi. Đó, cái này hiện bán giá 200 nè, bộ này vít 2 nè. Tiếp theo vít 3 nha, vít 3 vít hồ lô nha ha. Và sale nha ha. Và sale. Cái này hiện bán giá 80 nha. Cái này em bán giá 80, anh em xem nha. Có nhu cầu liên hệ em. Tiếp theo nha. Đó, vít này cũng là vít hồ lô, em bán giá 80. Cái này thì made in Japan nha. Đây, in Japan này ha. Rồi em bán giá 80, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Đầu cổ nó đây ha. Ha. Rồi. Cái này thì nó dính dính mỡ bò. Đây. Thử ra là hết nha. Đây mỡ bò này anh em thấy không? Rồi, giá của nó là 80 nha. Tiếp theo nha, vít em bán mã số 5 em bán 80 luôn, cũng là vít hồ lô nha. Vít hồ lô này thì không thấy thương hiệu gì hết rồi. Ha. Đó, có thể là nó chóc nó bay gì đâu ha. Đó, mình thường lên đây. Vít cộng nha anh em ha, vít cộng nha. Em bán giá là 80 nha. Tiếp theo nha, em bán vít số 6 này em bán giá 100 nha. Vít này thì nó có thể đóng được nha. Ha. Rồi, cái này có đóng Japan chữ ngay đây nha. Rồi. What sale luôn ha. Đây, em bán giá 100.000, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Tiếp theo nha, vít 7 em bán giá 150 nha. Vít 7 em bán giá 150. Một cặp nha. Một cây what sale với cây này cây của Mỹ nha, dưới đây nha. Đây. Ha. Rồi, một cây trừ với một cây cộng. Cây trừ của Mỹ nên nó xài hay nhiều nè ha. Rồi. BH2 nha. Rồi ok, cặp này 150 nha anh em, vít 7 nha. Vít 750, vít 850 luôn nha. Một cái gắn gỗ, một cái gắn nhựa nha ha. Rồi, vít 850 luôn, hai con này là của quạch sale hết nha ha. Rồi, 150 nha, vít 850. Rồi gắn gỗ, cái gắn nhựa nha, BH2 vít trừ nè ha. Đẹp ok nha ha. Rồi. Đó, giá 150.000. Tiếp theo nha, vít số 9 nè, vít đầu điếu nè. Anh em thấy tháo lắp thì dặn đầu điếu ốc rồi nó rất nhanh nha. Rồi, vít số 9 em bán giá là 100.000 nha. Cán là gì còn nguyên, ok, ngon lành. Đầu này đầu 14mm nha, 14mm ha, 6 cạnh, nhận là ok luôn ha. Tiếp theo em bán cái vít đẩy này giá 300 nha. Vít đẩy này giá 300, hoạt động ok, ngon lành nha. Hoạt động ok, ngon lành ha. Đảo chiều chính giữa là không có đảo nha ha. Cái này là hai phần chiều trên, chiều dưới nè. Và cái phần vít ma này còn rất là ok nha, rất là ok ha, nhúng nhảy hoạt động bình thường. Đầu này anh em có thể thay thế nha ha. Rồi, đầu này là BH2 nè ha, BH2 em sẽ test nha. Đây. Rồi đảo chiều nha. Chính giữa thì anh em không thể đảo được nha. Đó, chính giữa là anh em khóa cái vít me lại ha. Đây. Nó nhúng cũng không được nha. Rồi đảo anh em muốn thay đầu thì anh em để cái này vô ha, thay cái đầu khác vô. Thay cái đầu khác vô. Ha, mấy cái đầu này gắn được hết nha. Đó, trừ lớn, trừ nhỏ nè, với lại mũi gạch dấu nè ha. Rồi, ok, cái vít này hiện bán giá 300 nha, có nhu cầu liên hệ em. Tiếp theo nha, em bán lục giác nha anh em. Đó, lục giác. Lục giác em bán giá là 150.000 lục giác mã 1 nè. Lục giác là lục giác 24mm nè ha, 24mm. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha, 24mm. Rồi, tiếp theo lục giác mã 2 nha, em bán giá là 150 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Rồi lục giác 2 này thì lục giác 22mm nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Lục giác 3 nè, là lục giác này là 17mm nè, em bán giá 80.000 cây nè ha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Lục giác mã 4 nè, em bán giá 50.000 nha. Lục giác này tất nhiên lục giác bãi hết nha anh em, 14mm nè ha, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Lục giác mã 5 nè, em bán giá là 40.000 nè, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Asahi nha, 12mm nha. Rồi tiếp theo nha, kéo tôn nha. Kéo tôn mã 1 em bán giá là 200.000 đồng nha. Kéo tôn mã 1 200.000 đồng, thương hiệu là MCC. Anh em về xài có lục thì anh em mài lại giùm em nha. À, chủ yếu anh em xem lưỡi nè ha. Rồi ok nha.
thương hiệu MCC Japan nha. Rồi 200.000 đồng. Tiếp theo cái tone mã 280.000 đồng ha. Còn rất là mới đó, ok luôn. Cái này em nghĩ về chắc anh em sử dụng thôi ha. Đó, lưỡi nó đây. Đó, em bán giá là 180 nha. Không thấy thương hiệu, không thấy chữ gì chân. Rồi 180.000 đồng. Tiếp theo nha, kéo tone mã số 4 này, em bán giá là 200.000 đồng nè. Anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Đó, có chữ nhật rồi gì đóng ok ha. Mở này mở thẳng luôn nha ha. Rồi anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Rồi tiếp theo nha, cờ lê mã số 0 em bán giá 150 nha. Cờ lê mã 0 em bán giá 150 nha. Em sẽ đo từ đây qua đây để cho anh em dễ hình dung nha ha. Gác từ bên đây qua bên đây là được 5 cm nha. Đây qua đây 5 cm nha anh em ha. 150. Tiếp theo nha, cảo xe số 1 em bán giá 180 ha. Đây Japan luôn nha, 63mm nha. Đây ha, còn rất là mới luôn nha ha. Nước sơn thì còn rất đẹp luôn. Đây. Đó, cảo xe 180.000 nha anh em ha. Tiếp theo nha, cảo xe số 2. Cảo xe số 2 em bán giá 400 nha, một cặp nha. Con này lốp tơ, còn con này không thấy thương hiệu nha. Rồi ok, còn núm đầy đủ hết, hoạt động ok, ngon lành nha, lên xuống thoải mái, núm dặn là gì là ngon lành. Rồi, cặp này thì em bán giá là 400 ha, cẩu xe 2. Tiếp theo cẩu xe 3, cặp này em bán giá là 600 ha. Cặp này là 75mm nha, cặp này 75mm nha ha. Super, cái super, còn cái luster. Cái super là còn mới chưa xài nè, còn núm rồi ok luôn nè ha. Rồi cái này hoạt động ok bình thường hết ha, còn núm đầy đủ. Cặp này xe số 3, 600. Tiếp theo nha, kịp 1 nha, kịp 1 em bán giá 200 ha. Rồi anh em xem ngoại hình nha, thương hiệu Mary nha, anh em dễ có thể mài dũa lại ha. Rồi anh em xem ngoại hình đi, có lò xo tự búng nha, size này size lớn nha, hai tấc mấy nè ha. Mary nha anh em, Mary nè, lưỡi cạnh của nó nè, cái này về anh em mài sơ lại xài ok nè, rất là ngon lành luôn nè, vuốt mỏ lại ha. Giá là 200.000, kịp 1 giá 200 nha. Rồi tiếp theo nha, bán kịp 2 nha, kịp 2 giá 200 luôn ha. Kìm 2 giá 200 luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ thương hiệu Victor. Bồn ha. Nằm vậy đó. Rồi, thương hiệu Victor nha. Đây chữ nhích Nhật đây ha. Đây cảnh cắt anh em xem nha. Đây lật tới lật lui cho anh em xem cho dễ nha ha. Rồi răng nè. Đó. Rồi giá của nó 200 kìm 2 nha. Tiếp theo kìm 3 em bán 250 nha. Kìm 3 250 anh em có nhu cầu xài liên hệ nha. Victor kìm nguội ha, thép rất là tốt ha. Đây cảnh các anh em xem nha, cảnh các anh em xem nha, rất là ok luôn nha. Răng nè, răng này nha. Tiếp theo nha, em bán kìm 4 giá 250 nha, thương hiệu Huya nha, Japan luôn nha. Đời này cũng hơi cổ cổ nè, hơi sắt cổ nè, Japan nha. Có bấm cốt nha, ngoài sau này anh em có thể dặn được nè ha. Răng nó dặn xéo chứ không phải dặn ngang nha. Rồi cảnh các của nó nè, anh em xem ngoài sau nhìn tới nè nha. Rồi rồi tiếp theo nha, đây đó, hai tắt máy luôn nha nè. Đây ha, tiếp theo nha, kèm mã số 5, kèm này xây đại ca luôn nha nè ha. Đây hai tắt máy luôn nè ha, dài hơn kèm bình thường nè. Kèm số 5 em bán giá là 400.000, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Đây 400.000 đó. Răng anh em cảnh cắt anh em nhìn từ phía sau nhìn tới nha. Đây em sẽ đo cái kèm này nha. Cái này thì dài 26 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Kìm nguội xe đại. Tiếp theo nha, kìm mã số 6 em bán giá là 200 nha. Đây Fuya nha, đây ha. Đó có chữ GS luôn nha. Đây đây cảnh cắt nha. Đây kìm này mới ha anh em, hoàn toàn chưa sử dụng nha. Tiếp theo nha, kìm 7 nha, em bán giá 200 cũng vậy ha, Fuya nha, size là 225 nè. Mới hoàn toàn chưa sử dụng, giá là 200.000, kìm mã 7 nha ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ, cảnh gắt nè ha. Đó, răng cỏ rồi gì đó ok luôn nha ha. Rồi 200.000 nha. Tiếp theo nha, em bán tút dây điện nè, em bán giá 150, anh em về có nhu cầu thì chỉnh sửa lại gì xài nha. Thì đây em thấy nó hoạt động là cũng nhún nhảy rồi chó cũng chạy rồi bình thường nha. Nhưng mà sao em thấy chó nó hơi yếu nè, kẹp vô đây thấy nó hơi yếu nè ha. Thì anh em có nhu cầu thì mua về chỉnh sửa lại xài ha. Cái này em bán giá 150 thanh lý cho anh em về sửa nha. Em nói trước trên clip nha, anh em có nhu cầu thì cứ việc mua ha. Đây tước được loại dây điện lớn nha. Đó. Rồi hai cỡ dây điện lớn nha, 150 chục ngàn, kèm mã số 8 nha.
Kim mã số 850 nha. Có nhu cầu liên hệ em. Ma nhập. Tiếp theo nha, kèm mã số 9 nha, em bán giá là 200. Cái này tốt dây điện thương hiệu Honda nha, ha, loại xo đâu về ok, hoạt động bình thường. Tốt dây được từ 0.5 cho tới 2.6 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Rồi, ok, phá lại. Rồi tiếp theo nha, kèm mã số 10 là kèm Pro nha. Kèm Pro, nói chuyện. Kèm mã số 10 em bán giá là 200 nha, kèm Pro có lớn có nhỏ. Mấy cây này hoạt động ok hết ha, em bán nguyên bộ gì đó. À, giá 200.000 ha, 3 cây nè. 5 7 9 10 11 12 13 cây ha, giá là 200.000. Tiếp theo nha, em bán kìm cót mã số 1 giá 300.000 luôn nha. Kìm cót mã số 1 thương hiệu là Lotter nha. Anh em làm tủ điện hay lắp đặt điện gì đó cần bấm cót rồi về đây ok ngon lành nha, thương hiệu Lotter. Hoạt động rất là tốt luôn, kèm code mã 1 giá là 300, có chữ nhích nhật luôn, anh em xem ngoại hình. Đây ha, bóp mạnh vô chó nhả ra nha ha. Đầu code ở đây anh em bấm nhỏ nhất là 24 nè, lớn nhất là 16.8 nha. Rồi, đây. Ha, buông ra tự dính lại nha, chó rất là ok nha. Chó sữa rất tốt nha, code số 1 giá là 300 nha. Tiếp theo nha. Cộng lực em bán giá là 200 nha, cộng lực em bán giá là 200, cộng lực này em bán 200 nha, thương hiệu là MCC nha. Đó, đen lét teo hết không nghỉ nha, ha. MCC đây. Đó, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ nha. Đây, mở ra. Đó. Búng rất là tốt luôn, lò xo nó tốt luôn nha, ha. Đây anh em xem nha. Cạnh cắt ha, cạnh cắt. Dòm trước, dòm sau gì cũng không thấy ánh sáng nha, ok nha. Rồi, giá của nó là 200.000. Tiếp theo nha, mỏ lót số 1 em bán giá 120 nè, thương hiệu là HIT nè ha. Rồi, anh em có nhu cầu xài liên hệ, ngàm là khách ha, hoạt động ra vô nhẹ nhàng. Anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Rồi, 120.000 cây. Vệ sinh, cha dù mở, nhả xét, đồ gì cắt kiểu ha. Rồi anh em về chỉ có xài thôi, mỏ lót mã số 2 giá 120, thương hiệu B và B nè ha. Đó, 200.000 đồng một cây ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ. Mỏ mồng thì miệng rất hết nha ha. Đây dặn ra dặn vô rất là nhẹ, anh em xài cứ việc liên hệ, giá 120 cây. Tiếp theo nha, mỏ lớp 3 ha, 200ml nè, thương hiệu là Ryuke nè ha, thương hiệu Ryuke nè, giá của nó 120.000 cây luôn, anh em xài cây nào thích cây nào lấy cây đó ha, miệng hết ok ngon lành nha, vào động ra vô nhẹ nhàng ha, 120.000 mỏ lớp số 3. Tiếp theo mỏ lớp số 4 thì bán giá là 350.000 ha, miệng hết nha, thương hiệu Lotter 300ml ha, cầm rất là chắc tay nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ giao ban luôn nha. Đây 350.000 cây mỏ lót nha, hoạt động là ga vô nhẹ nhàng, anh em thấy ha, hoạt động rất là nhẹ nhàng nha, miệng rất là ok luôn nè ha, giá là 350.000 mỏ lót số 4. Tiếp theo mỏ lót số 5, mỏ lót găng nha, 350ml, thương hiệu là HIT đây ha, anh em có nhu cầu xài liên hệ ha, lò xo nhúng nhảy bình thường đây ha. Rồi hoạt động ra vô văn cỏ rồi gì đẹp luôn nha ha, chưa có bọc xứ nha, đây đây văn cỏ bình thường nha, đó cỏ nhọn đẹp, giá là 400.000 mỗi lớp số 5. Tiếp theo tới lau quét nha, lau quét thì ở đây em bán một hộp gì nè, đó một hộp về là nguyên hộp gì nè ha, lau quét em bán giá là 300, kích thước của nó là 5 ly vuông, chiều dài của mỗi cây là 3 tấc ha, mỗi một hộp gì là 10 cây. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em, đây một hộp nó còn nguyên luôn nè, chưa sử dụng nè ha. Giá của nó là 300.000 cái bộ lau quét nha. Tiếp theo nha, đo lớp nha, đo lớp 1, đo lớp 2 bán bằng giá 120.000 cây. Cái này là nó inox thấy nguyên cây nè ha anh em, còn cái này là đầu của nó bằng nhựa nha. Rồi, cái này á thì em cũng nói luôn nha, cái này thì một cái là nó có ống chữ Japan nè, còn cái thì không có ống chữ gì hết nè. Rồi, cái này á thì có hơi không có hơi gì á thì anh em thử xong nó chạy cái này ra. Nó đòi số ký cho anh em xem ha, sẽ biết số ký để vô cái vỏ bánh xe mình đó ha. Rồi thì cái này nó chạy ra, anh em đẩy vô rất là nhẹ nhàng, còn nó hoạt động bình thường, cái này cũng hoạt động bình thường nha, nhưng mà khi anh em để nó thôi vô đây, anh em đẩy ra ha, anh em đẩy vô nó hơi nặng hơn so với cây kia một tí, hai cây đều hoạt động bình thường hết. Đo lót số 2 giá 52. Rồi tiếp theo nha, cần số 1 em bán giá 50, anh em có nhu cầu xài liên hệ em, còn mấy chát cần chạc luôn, một đầu là 10, đầu là 13 của Izumi nha, Izumi ha. Rồi, dặn rất là ok. Cần số 2 em bán giá là 100, cần T nha, cần T này 17 ly nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Tiếp theo ngã 3 nha, ngã 3 này em bán giá là 100.000, cần số 3 nha
ha, 17, 19, 21, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Rồi tiếp theo cần số 4, đầu 1 phần 2 em bán giá 190.000 đầu 1 phần 2 nha. Anh em hãy để giữa làm cần tê, dặn cho nhanh hay gì đó, dặn lực thì da đầu này ha. Rồi gắn vô gắn da bình thường ha. Đầu này bi nhảy bình thường nha, 1 phần 2. Anh em có nhu cầu xài liên hệ cần 490. Tiếp theo nha, em bán cần số 5 ha, 250 nè, 250, đầu này đầu 3 phần 8 nha. Cái này đầu nói của KTC dài 150 Japan luôn ha. Cần này cũng là có Japan luôn nha ha. Hoạt động là chó là ok nha. Đó, đảo chiều nha. Rồi anh em có nhu cầu xài liên hệ cần 5 250 ha. Tiếp theo nha, cần 6 mi tu lôi nha. Đầu này đầu 19 mm nè ha. Giá của nó là 250 mi tu lôi nha. Có nhu cầu xài liên hệ em. Tiếp theo nha, cần này 1/4 nè, cần này cần tự động nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ cần số 7 em bán giá 200 nha ha. Đây có chữ lép rai nè, chạy 2 triệu luôn nha, đầu nối nè. Đó, tép nè ha. Đảo chiều nha. Đây. Rồi ok, cần số 7 em bán giá 200 nha. Tiếp theo cần 8 em bán giá 200 luôn. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em ha. Cần 8 em bán 200 luôn ha. Đầu nói bằng 8 luôn ha. Rồi, đây. Đảo chiều nha. Hoạt động tốt nha, giá 200 cần 8. Tiếp theo cần 9 em bán 400 nha. Cần 9 em bán 400 cần ton 12.7 ha, đầu 1/2. Rất là đẹp, nước gam nước si còn rất đẹp ok nha. Hoạt động chó rồi về bình thường nè ha. Đây đảo chiều nè. Rồi giá 400.000 đồng. Tiếp theo nha, cần số 10 em bán giá là 180 nè ha, đầu 1/2 luôn. Hoạt động ok luôn ha. Để anh giữa cần tay đẩy quay lại dặn lật luôn, hoạt động bình thường, bi nhảy bình thường luôn nha. Rồi giá của nó là 180.000. Tiếp theo cần số 11 nè, em bán giá là 400 nè. Lỗ này là lỗ 28 nha ha. Lỗ vuông này 28 nha. Này 2 chiều, anh em có thể hoạt động nè. Đây đảo chiều nè ha. Rồi anh em có nhu cầu xài liên hệ, nước sơn của nó còn luôn đó nha anh em, rất là nặng. Tiếp theo nha, lưỡi cưa kiếm em bán bộ này 300 nha. Cái này là cưa, cái này là nó mang giống như cái kiểu kim cương vậy đó anh em ha. Đó, giống như cái vũa kim cương vậy đó ha. Rồi, cưa kiếm này em bán giá 300 nha ha, gồm có 3 lưỡi nè, cưa sắt hết nha. Rồi. Japan luôn nè, Makita Japan luôn nè ha. Lưỡi dài, lưỡi ngắn ha. Rồi, 4 lưỡi nè em bán giá 300 nha. Chưa tới 100.000 lưỡi, xài rất ok, còn rất mới luôn. Tiếp theo nha, mũ khoan này về em chưa có vệ sinh luôn đó nè ha. Đó, nguyên một dãy mũ khoan nè, mũ khoan sắt nè. Thì nó có số trong này nè nha anh em, tối đa nó là 6.5 nè ha. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mũi. 12 mũi này giá 250.000 nha, mũ khoan sắt nha anh em ha. Tiếp theo nha, mũi khoét mã 1 nè. Mũi khoét này thì nó có dấu hiệu dùng nè, răng cỏ rồi gì cũng thấy nó có dấu hiệu mòn rồi ha. Rồi ok, cái này mũi nhỏ này nó hơi xấu hơn mũi lớn nè. Mũi lớn thì răng khá là đều nè, còn mũi nhỏ này răng này nó có cây nó bị sâu ăn, nó hơi thấp rồi ha. Rồi có thương hiệu Mevol nha, mũi 21 với mũi 50 nha, giá là 200 nha cặp này. Khoét gỗ, khoét nhôm, nhựa, alu, thạch cao nha anh em ha. Rồi tiếp theo nha anh em, mũi khoan mã 2 nha, em bán giá 500 nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ nha. Mũi khoét này mới hoàn toàn chưa sử dụng, chưa khui hộp luôn á nè ha. Giấy xích hướng dẫn sử dụng còn luôn nha. Rồi gắn vô máy bấm vít nha, chân máy bấm vít đàng hoàng nha anh em, chân máy bấm vít nha. Mũi mới hoàn toàn, khoét nhôm, nhựa, alu, thạch cao, gỗ. Rồi mũi khoét số 2 em bán giá 500.000 đồng. Anh em có nhu cầu xài liên hệ sản xuất tại Nhật nha. Rồi tiếp theo em bán một bộ vỏ cưa nha. Cái này em không biết vỏ cưa hay vỏ dao gì đó em không biết, nhưng mà em bán vô luôn đi ha. Da này khá là dày dặn, chắc chắn, rất là xịn luôn nha. Bảo đảm da này xịn chăm chăm nha. Vỏ cưa này em bán giá là 250 nha, 250. Gồm có mấy vỏ cưa nè. Đó, anh em có cưa mà chưa có vỏ hay là gì đó, có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ ha. Rồi, đó, 2, 4 4 người này 5, 6 ha, 6 cái vỏ giá 250, anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Tiếp theo cưa số 0, cưa mã 0 này anh em về từ xào chẻ nha. Có ốc ác gì thì anh em gắn vô, còn nếu như ấy thì anh em chế ốc gắn vô nha. Thì đây gồm có 4 cái lưỡi cưa nè, 1 lưỡi, 2 lưỡi, 3 lưỡi, 4 lưỡi nè. 4 lưỡi cưa này văng cỏ tương đối là khá là ổn nha ha. Có cái mũi này thì gãy mũi nè nha. Đây, gãy mũi có chút xíu đây thôi ha, anh em thấy rồi. Rồi ok, là gồm có 4 cái lưỡi cưa nè, răng cỏ anh em xem nha, rất là ok nha. Đó, rất là ok, cho xem hai mặt luôn ha. Đây, đó, rất là ok nha. Rồi 4 cái lưỡi cưa và 4 cái cán cưa, trong đây có một con ốc nè.
ốc mà ốc được có một bên nè ha. Rồi bán hết cho anh em cưa mã số 0 giá 400 nè, cây này không thấy thương hiệu nè. Còn cây này là Bakuma nè ha, cây này là Tagima nè ha. Cây này cũng vậy không thấy thương hiệu nha. Rồi. Không không có ốc nha anh em, không có ốc nha, xin nhắc lại nha, chỉ cán với lưỡi thôi, về anh em tự chế nha. Tiếp theo nha, em bán cái gọng cưa sắt này số 1 em bán giá 180.000 nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em nha, gọng này khá dày dặn này chắc chắn nha, lưỡi là ok luôn ha. Rồi, giá của nó là 180.000 đồng ha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Cưa 1, 180. Cưa 2, 180, anh em có nhu cầu xài liên hệ ONS nha, ONS ha. Dày dặn chắc chắn. Tiếp theo cưa 3, 200, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Ok vậy ha, chắc chắn luôn ha, ONS luôn. Rồi, ok, 200. Tiếp theo cưa 4, cưa siết thương hiệu Tajima nha, lưỡi đây. Đó ha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Rồi. Hai nấc nha. Lưỡi nè. Răng rất là ok nha. Rồi, anh em xài về xài chưa thấy bán nữa thì cứ việc vỗ lại nha. Giá của nó là 250.000 đồng. Tiếp theo nha, cưa mã số 5 em bán giá là 250.000 đồng luôn, thương hiệu là Arias nè, ha, made in Japan luôn. Rồi, lưỡi thì gài đây, bật đây ha, anh em xem. Có nhu cầu xài liên hệ em. Rồi, 250.000 đồng. Tiếp theo cưa mã số 7 80.000 đồng ha. 80.000 đồng. Anh em xem lưỡi răng nha. Răng cỏ này như là còn nguyên ha. Rồi chỉ có ngoại hình là anh em thấy nó xuống màu thôi ha. Đúng mới của nó là nó phải như vậy nha. Rồi, 265 made in Japan nè ha. Đó, răng cỏ nó rất ok luôn. Cái cây cưa này răng cỏ rất ok luôn ha. Cái nước thép chui nó còn luôn nè ha. Đó. Rồi, lưỡi rất mới, cưa mã số 6, mây đang từ trên đến dưới ha. Rồi, giá 120, cưa 6, 120. Tiếp theo nha, mấy cái mũi này anh em gắn thẳng vô máy bắn vít anh em bắn nha ha. Mũi vít mã số 1 giá 250 nha, mũi vít mã 1 giá 250. Gắn thẳng vô máy bắn vít bắn nha. Cái này 5 ly nè, 5 ly nè, 15 ly nè, cái này 13 ly nè. Cái này 11 ly nè, cái này 7 ly. Cái này 9 ly. Cái này 6 ly, cái này 4 ly ha. Rồi, ok. Đó, tiếp theo nha, mũi vít mã 2 em bán giá 100.000 nha. Gồm có đầu hoa thị nè, đầu lục giác nè ha. Rồi, mũi vít ngắn. Tiếp theo mũi vít mã 3 em bán giá 100.000 nha, gồm có đầu hoa thị và đầu lục giác. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha, giá 100.000. Tiếp theo mũi vít mã số 4 đây, đầy đủ các đầu trong này, anh em muốn xài cái gì một bộ này là đủ xài ha. Mũi vít số 4 em bán giá 250. Đó, này là đầu BH3, BH2 nè, BH2 hơi nhỏ xíu nè. Rồi, cái này BH2 nè, đầu này đầu trừ nha. Đầu này đầu BH3 ngắn nè, đầu BH2 ngắn ha. Đầu BH2, đầu này BH1 nha. Cái này BH2, BH2 luôn ha. Rồi, anh em có nhu cầu xài liên hệ em, gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 10 mũi nha, 250.000. Tiếp theo còn rất đẹp luôn nha anh em. Mũi vít số 5 em bán giá là 200.000 nè ha. Mũi vít này rời nè ha. Nó không có dĩ nha. Cái này BH1 nè ha. Rồi, gắn cho máy vít hết nha. Cái này là cái mũi vít bự này nè, BF1, BF2, BF3 nó có ngắn của nó luôn nha. Của nó là như vậy nha anh em, chứ không phải mình chế đâu nha. Ha. Rồi này BF2. Ha, trong đây nó sẽ có những cái mũi có dài, có ngắn nha, có dài, có ngắn đầy đủ ha. Rồi, cái này BF2 luôn nè, cái này BF3 nè nha, cái màu xanh xanh này BF3 nè. Còn cái này đầu vô em cũng không biết làm gì nữa ha. Anh em có nhu cầu xài thì liên hệ. Bộ này 200.000 nha. Rồi tiếp theo nha, vít số 6 này em bán giá 200.000 luôn nè ha, vít 6 em bán giá 200 luôn nè ha. Rồi cái này em sẽ làm cho anh em dễ hình dung nha. Cái này là được sản xuất tại Nhật luôn nha, made in Japan, đóng phía trong tràng trong đây nè. Rồi cái đầu vít này thì anh em dở cái này lên. Đây đây đây. Anh em nắm cái này dở lên nha ha. Rồi rút cái mũi vít ra ha. Là đảo đầu lại hay mình thay vít khác gì đó là tùy. Đây, mình dở nó lên vậy nha, đút vô mình buông ra nó sẽ gài lại. Còn cái con vít á thì anh em đẩy cái này, anh em bỏ con vít vô đây ha. Rồi buông ra nó sẽ lọt cái con vít vô đây, cái con vít của mình nó sẽ không bị rớt ra, mình sao không bị văng ra ngoài ha. Rồi cái này là để giữ mũi vít đó, thay vì người ta giữ bằng 500, còn thằng này là nó giữ bằng cơ, sản xuất tại Nhật nha ha. Rồi gồm có mũi vít này với cái đầu giữ vít này ha, với cái này là chỉnh lực nha. Thì ví dụ như anh em xài cái khoan mà nó không có lực mà nó tượt cái đầu vít này á, thì đây là lực nó dặn trên đây. Anh em dặn càng siết vô hết găng này á, nó sẽ có cái điểm dừng của nó nè, nó có rãnh ha, anh em để vô thì nó sẽ nhảy, cái lực càng siết vô cái lực càng lớn, còn nhả ra thì lực càng nhẹ, như vậy thôi, là để là cấp trượt đó. Rồi mũi vít số 6 này em bán giá là 200.000 ha.
đó, Tosumura nè, đó cũng là của Nhật luôn nha. Cái mũi vít số 6 này em bán giá 200, anh em có nhu cầu xài liên hệ nha. Tiếp theo nha, em bán đục mã số 1 nè, em bán giá 200 nè ha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Đục mã 1 nha. Trừ nè. Mũi dẹp nữa, mũi đục dẹp nè, mũi nhọn nè ha. Cái này hai cái lối nha, hai cái lối. Anh em có nhu cầu xài liên hệ, cái này là giá nó là 200 nè, đục 1 nè. Tiếp theo đục 2 em bán giá 150 nè, gồm có con cây dẹp, cây nhọn nè. Tiếp theo đục 3 em bán giá 150 luôn nha ha, cây dẹp với cây nhọn luôn. Anh em có nhu cầu xài liên hệ. Tiếp theo đục 4 em bán giá 150 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Cây nhọn, cây dẹp nha. Tiếp theo nha, em bán đục 4 em bán giá 200 nè. Anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Trừ nè. Đó, dẹp nhọn nè, nhọn nè, đục 5 nha, đục 5 giá 200 nha anh em ha, hai dẹp hai cái nhọn nè. Rồi, có nhu cầu xài liên hệ em, 200 ngàn bộ này nha. Tiếp theo bộ muỗng duy nhất và cuối cùng ha, trong sự nghiệp bán muỗng nẻ của em nha. Đây, 300 nghìn hết luôn nha anh em, còn bộ duy nhất nha. Đó, clip rồi tôi ế lại bộ này nha, anh em có nhu cầu thì mua ủng hộ em ha. Rồi, đây gồm có 5 cái nẻ nha, 5 cái nẻ, 4 cái dao bít tết ha. Cái cán này à, là nó làm bằng sứ nha anh em xài cẩn thận nha. Rồi, cái này là muỗng nhỏ nè, muỗng nhỏ nè, muỗng lớn được 5 cây nữa nè, muỗng lớn được 5 cây, cán bằng sứ nha, em nói anh em xài cẩn thận nha. Rồi, muỗng này muỗng nhỏ nha, thì gồm được 2, 4, 6, 7 cây nha. Rồi, muỗng nó dày dặn chắc chắn lắm nha anh em ha. Chỉ có cái là anh em xài đừng cho nó góp thôi. Rồi. Tiếp theo nha em, tiếp theo nha. Đây, em bán máy pin nó đi, máy pin đầu tiên đi. Ừ. Đây, cái cây này là cây đèn thương hiệu Panasonic, pin sử dụng là 14.4 nè, ha. Rồi, 14.4 đây, sản xuất tại Trung Quốc, xuất thị trường Nhật đây nha anh em. Đây. Đèn pin này em bán giá là 350, gồm có thân máy không có pin. Như vậy, 350.000, anh em có nhu cầu chuyển khoản bao ship nha. Đèn này gọi cũng rất là sáng nha anh em, đèn sẽ đốt nhưng mà nó rất là sáng. Đây. Anh em xem nha, rất sáng nha. Đó, cái này thì anh em có thể nâng được các cấp nè. 1, 2, ha. 2 cấp nha. Nhấn cái nữa tắt nha. Rồi ok, thân máy. Đèn pin 350 ha, 14.4. Tiếp theo. Máy khoan pin, máy pin số 1 em bán giá 950 Makita ha, 8.4 ha, em đã đóng pin lại. 7.2 em đã đóng pin là 8.4 nha, dung lượng là 4 chấm nha, có đầu mở, đầu khoan rồi gì đủ ha, đầu Makita luôn, đúng zin hết luôn nha. Đây là xả da nha, chiếc vô nè. Nè anh em xem nè, hoạt động rất là chỉnh nha, đầu gỗ rất là chỉnh nha. Có điều tóc nha, anh em nghe nè. Đó ha, đảo chiều nè. Từ 0 cho 700 vòng 1 phút nè, có điều tóc nha, Makita. Pin đóng mới rồi, bảo hành cho anh em 3 tháng nha. Máy pin sạc em bảo hành pin cho anh em nha ha. Em bảo hành pin cho anh em 3 tháng. Rồi, nó sạc game đây ha. Ok. Cái này em bán với giá là 950.000, bảo hành pin cho anh em là 3 tháng, giá 950 nha. Kẹt mũi khoan. Khoan gốc ha. Rồi, tiếp theo máy pin mã số 2. Máy pin mã số 2 em bán với giá là 3 triệu. Anh em có nhu cầu thì liên hệ ha. Rồi, hoặc anh em muốn mua thân máy không, em bán thân máy không. Anh em muốn mua cục pin không, em bán cục pin không ha. Anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ em. Pin thì ở đây á, là em bao cho anh em lỡ độ cầm nha. Nó cầm rất là lâu rồi nha ha. 4 mức rồi em xài rồi nó vẫn còn giữ là còn 3 mức nha ha. Rồi, anh em muốn mua máy thì mua máy không, muốn mua pin thì em bán pin không, tùy ha. Hoặc là anh em muốn mua máy với pin luôn thì giá ở đây em đi miết là 3 triệu ha. Rồi, bây giờ gắn vô sẽ test máy cho anh em xem nha. Đây, điều lóc nha, có tay cầm trợ lực nè. Ây da, cái này nặng gì ta. Đây, test nha, điều lóc nè ha. Rồi cái đó là khoan có búa nha, khoan thường nè. Có điều lóc nha, đảo chiều nè. Rồi, ok nha.
Máy pin số 2 em bán giá 3 triệu, máy với pin luôn. Anh em muốn mua lẻ bán lẻ ha. Hilti nha, 36V. Đây nè, Hilti 36V nha anh em ha. Rồi anh em có nhu cầu xài thì liên hệ em, không có cục sạc nha. Em chỉ có máy với lại cục pin. Thì anh em muốn mua máy, muốn mua pin, mua máy với pin luôn là 3 triệu ha, không có bảo hành. Pin thì bao cầm ha. Rồi ok, tiếp theo nha, máy pin mã số 3 nè, bán giá 600.000. Đó. Vệ sinh trong ngoài là gì, sạch sẽ hết, ok, ngon lành nha. Sản xuất tại Nhật luôn ha, sử dụng pin Nati nè, 12V ha. Sản xuất tại Nhật, made in Japan nè, Panasonic nè ha. Mã của nó là EZ3561 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em. Vệ sinh trong ngoài sạch sẽ hết rồi nha anh em ha. Chà, cả xà bông thơm phức luôn ha, dây nè. Đó. Rồi, có đèn là gì, hoạt động ok, ngon lành nha ha. Anh em nào xài liên hệ trực tiếp Zalo đi, em test máy cho xem ha. Bây giờ kẹt dây thì nó hơi lu bu, clip cũng hơi dài. Rồi ok nha, tiếp theo nha, máy số 4 em bán giá 1.500.000 nè, anh em có nhu cầu xài liên hệ em, thương hiệu Hitachi nha. Chỉnh IP chống nước 56 nè, cái này chỉnh tốc độ nè. Cái này không than nha anh em ha, không than. Thì này em cũng đã vệ sinh trong ngoài rồi gì hết trơn rồi, anh em có nhu cầu thì mua về sử dụng thôi ha. Em đã vệ sinh trong ngoài, ok, ngon lành hết nha. Đó, cha dầu mỡ luôn rồi ha. Cái này thì em bán thân máy nha, đây. Bán thân máy là gì đây, 1.500.000 ha, không than, 14.4. Cái đầu này á, thì nó cũng nhẹ nhàng hết rồi nha anh em, nó hoạt động ok, nhẹ nhàng hết á. Đó. Anh em chỉ việc mua về là sử dụng thôi, đèn rất sáng luôn ha. Bây giờ em test nha. Rất là mạnh, thắng đầy đủ. Đó, e-motor nè ha, không than. Vệ sinh trong ngoài rồi hết nha, đèn đây. Đèn đây nha anh em. Đó. Rồi. Báo pin thì ở đây nó pin này nó muốn hết rồi, bởi vì nó không có lên đèn. Rồi mã của nó đây ha anh em. Đó, 14db nè, AL2 nè ha. Rồi ok nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em nha. Vệ sinh trong ngoài, chai dầu mỡ hoạt động tốt. Đảo chiều nè. Chỉnh lực nè. Rồi ok nha anh em ha. Ok ha, giá 1.500.000 thân máy nha. Giá 1.500.000 thân máy. Anh em muốn mua cục pin zin này á, thì mua chung máy em bán cục pin zin luôn, còn mua cục pin không thì em không bán, để dành test máy nha. Rồi ok. Tiếp theo nha, anh em muốn mua cục sạc á, thì được luôn ha. Cục sạc này thì em bao cho anh em là sạc pin rồi gì ok, ngon lành hết. Còn phần này thì em không có test nha, phần USB gì nè em không có test, bởi vì em không có bao ha. Chỉ bao cho anh em là sạc ok, ngon lành, là giá 400.000, sạc báo đầy pin rồi gì dung lượng chạy ok luôn ha. Rồi là 400.000, nó chỉ bao cho anh em sạc pin thôi. Rồi 400.000. Tiếp theo nha, em bán cái cặp vỏ pin nè, cặp vỏ pin Hilti nè. Cặp vỏ pin Hilti này cũng là 36 33, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Để em coi có cục nào lên không. Cục này không lên, lấy đồng hồ đo điện tử. Rồi không có cục nào lên nha, bấm trước bấm còn lên. Ừ. Bấm trước bấm còn cục lên, hôm nay không có cục nào lên nha. Để em đo coi còn áp không. Ở trước là hai cục kia bán đi gọi ra ơi. Nè. Cầm. Đưa cái đồng hồ ra cho anh bằng coi. Rồi. 31V nha. Còn này em đo là còn 31V nha anh em ha. Rồi một cục. Chỉ đo cho anh em xem vậy thôi chứ em cũng không bao gì hết nha. Đó, rồi. Cục này 35V nha. Cục 31, cục 35 nha, hai cục ha. Nó đo áp thì còn nha, bóp thì không lên đèn nha, bóp lỗ tai không lên đèn nha. Đó, cặp này em bán giá 1.000.000 nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ em nha. Rồi. Tiếp theo vỏ pin số 2 nha, em bán vỏ pin thì không bao gì hết nha, chỉ bán vỏ mặt thôi, chứ pin ở trong còn vậy đó. Rồi cái này cũng vậy nha, pin ở trong gì cũng còn nha, để em đo cục này có còn lên không ha. Cục này đo lên có 3V mấy gì hả anh em. Rồi vỏ pin số 2 máy giá là 600 nha. Bấm rồi nó lên đèn không. Rồi bấm cũng không có lên đèn luôn ha. Rồi pin này vỏ pin số 2 máy giá là 600 nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ pin boss nha, 36V. Thì cũng éo lắc le. Có mấy cái máy thì không có cục pin, tới hồi mà bán mấy cái máy gọi hết thì nó lòi ra cục pin ha. Thì nó về được cục pin nè, cục pin nó cũng
em cũng không bao súng chết, giờ cũng không có máy, cũng không có sạc gì trơn, thì em bán vỏ pin đại vậy luôn, số 2 giá 600.000, anh em có nhu cầu liên hệ em nha. Rồi tiếp theo em bán sinh tố mã số 1 giá 350.000 đồng, có thủy tinh nha, lưỡi lưỡi trắng thông thường nha ha. Rồi hoạt động thì bật lên chạy thôi, bật số công tắc Hitachi nha, cái này là cối sản xuất tại Nhật nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Đây cái phần cối thì nó cái vỏ ngoài thì nó hơi cũ rồi nha anh em, cũ theo thời gian nha. Đây cái này sản xuất nội địa Nhật luôn nha, anh em yên tâm ha. Rồi giá của nó là 350.000, anh em chuyển thẳng bao ship, có nhu cầu xài liên hệ em. Tiếp theo có thủy tinh mã số 2 nha, em bán giá là 600.000, có thủy tinh hiệu Tigon nha, lưỡi nè, lưỡi vàng luôn, titan luôn nha, 6 cạnh luôn, 2, 4, 6 cạnh luôn nha ha. Chém đá là gì thoải mái, đá là nước đá uống đó nha anh em ha. Rồi bây giờ đi test nha, nút này nút nhỏ nha, có chạy đó là em nha, tốc độ chậm nè, tốc độ cao nè, có tốc độ cao nè, tốc độ chậm, chậm dưới này, cao trên đây, nút này nút nhỏ nha, còn nút này nút tắt nha ha. Rồi thương hiệu là Tiger nha, để coi con này sản xuất tại nội địa hay là sản xuất tại Trung Quốc. Con này sản xuất tại Trung Quốc nha, xuất thị trường Nhật nha anh em ha. Đó, dung tích của cối là 700ml nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ nha. Rồi, lưỡi còn rất là đẹp, hoạt động ok, ngon lành nha. Tiếp theo nha, con xin đó mã số 3, em bán giá là 500 nha, có nhu cầu xài liên hệ em. Có thủy tinh, lưỡi lưỡi trắng, nhấn nút nhẹ thôi, nhấn nút tắt nha, con này sản xuất cũng nội địa Nhật nha. Rồi, anh em có nhu cầu xài liên hệ em, giá 500.000 đồng nha, ha. Tiếp theo nha, xin tố mã số 4 nha, em bán giá 500.000 đồng nha, con này cũng nội địa Nhật luôn nha, nội địa Nhật sản xuất luôn, có thủy tinh lưỡi trắng nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Xin tố mã 4 em bán giá 500.000 đồng nha, có thủy tinh nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ, có đời cổ nha. Khá là dày luôn, cái ly cầm là mỗi tay luôn. Tiếp theo nha, xin tố mã số 5 em bán giá là 350 nha, 350, thương hiệu là Sanjo nha anh em ha, có nhu cầu xài liên hệ. Con này cũng nội địa Nhật luôn nha anh em, sử dụng điện 100V hết giùm em nha, giá 350. Tiếp theo nha, xin có mã số 6 em bán giá là 750 nha, con này là thương hiệu là Tepcom, sản xuất tại Nhật, made in Japan nha ha, sản xuất tại Nhật, made in Japan, cối là cối thủy tinh nha ha, nó lưỡi là lưỡi đen nha, lưỡi thép đen nha, anh em có nhu cầu xài liên hệ. Khá là mạnh mẽ nha. Rồi có thủy tinh luôn nha anh em, made in Japan nha, made in Japan. Tiếp theo nha, xin tố mã số 7 nha, con này hiện bán giá 300, em không nhớ con này Trung Quốc hay là Nhật nhìn nó đây nha, có là có Mika nha, nhồi nha, bên kia là nhồi ha. Rồi đây để em xem con này nó sản xuất tại Nhật hay Trung Quốc. Con này sản xuất tại China nha anh em, xuất thị trường Nhật nha, cối rất là nặng nha. Tiếp theo nha, quạt gió mã số 1, quạt gió mã số 1 đây em bán Somalai nha, thương hiệu là Mitsubishi nha, thương hiệu là Mitsubishi. Con này thì em bán giá là 1.500.000, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ, bấm nút này anh em có thể kéo lên nha. Rồi cánh là cánh ba tấc nha anh em ha, ba tấc nha. Rồi anh em xem nha, đây đó, cái cấp tốc độ của nó đang hoạt động rất là bình thường nha. Đây quạt thì em bán ra là chế độ bảo hành cho anh em là 3 tháng, sử dụng điện 100V, anh em có nhu cầu lên điện em bán giá thêm. Giá này là giá quạt in 100V nha, giá 1.500.000. Anh em có thể hẹn giờ nè, con này hẹn giờ tối đa là 180 phút nè. Rồi cái này là anh em đảo chiều nha, đảo chiều anh em gặp phía dưới này luôn nha ha. Nó có hai bên bên nào cũng đảo chiều hết, chính giữa là nó không đảo chiều nha. Đây anh em có nhu cầu xài thì liên hệ ha. Đó, em bán giá là 1.500.000, thương hiệu là Mitsubishi nha. Rồi giờ em sẽ hạ nó xuống. Rồi ok, tắt. Giá 1.500.000 nha anh em, bảo hành 3 tháng. Tiếp theo nha, quạt số 2 em bán giá 1.900.000, thương hiệu là Ceneron ha. Thương hiệu Ceneron là nội địa Nhật thôi, nhưng mà nó sản xuất là cái công nghệ nó là hoàn toàn giống hệt với thằng Sanjo hết nha. Con này là sản xuất là công nghệ nó hoàn toàn giống hệt Sanjo hết nha. Đây ha, anh em có nhu cầu xài thì liên hệ nha. Đảo không đảo thì anh em nhấn phía sau đây nha anh em ha, hoạt động là ok nha. Số này là số 3 nha, số này số 2 nha, số này số 1 nha. Đó, số 1 thì cấp độ nó sẽ thấp lại nha. Đó, quạt liêu riêu gió mát là khỏi liêu riêu thôi ha. Quạt số 2 nha, bán giá là 1.900.000 đồng nha. Có hẹn giờ nha, hẹn giờ tối đa là 60 phút nha. Rồi, quạt này thì chế độ bảo hành của nó cũng 3 tháng ha, sử dụng điện 100V, nếu như lên điện thì cứ việc liên hệ em báo giá thêm. Tiếp theo nha, quạt số 3 em bán giá là 1.700.000 nha. Con này thương hiệu Sanjo, có treo tường nha, có treo tường. Cánh là cánh ba tấc nha, lòng rất đẹp, ok, ngon lành nha.
anh em có nhu cầu thì liên hệ ha. Ba cấp tốc độ hoạt động ok bình thường nha ha. Rồi đó, giá của nó là 1.700.000 đồng, có treo tường nha, anh em có thể treo lên như tường nha, mạng gió rất là nhiều, rất là ok ha. Anh em xem ngoại hình trước sau dùng ha. Rồi đây anh em xem nha, rất là mới luôn, đảo không đảo thì anh em có việc nhấn đây nha. Đó anh em thấy ha, quạt rất là êm, rất là êm. Rồi bây giờ đó lại sẽ cho anh em xem nó treo tường được nha, giá 1.700.000 nha. 1.700.000 em bảo hành 3 tháng sử dụng điện 100V nha. Đây anh em xem nha, cái chỗ này giỏ treo tường của nó nha. Nha, cái dưới này của nó là bằng sắt nha, ha, thép sắt đó. Rồi. Chỉ có cái chụp dưới nó bằng sắt thôi, giá 1.700.000 nha. Tiếp theo nha, con này cũng giống như con kia thôi, thương hiệu Siron nha. Cũng là của thằng Sanjo nha, y chang hệt từ trước tới sau hết nha. Cánh lồng nội diện cũng 3 tấc nha, ha. Rồi. Hoạt động rất là ok nha, ha, ba số cấp tốc độ hoạt động ok. Đó, sử dụng điện 100V giùm em bảo hành cho 3 tháng, giá là 1.200.000 nha. Ha, anh em có nhu cầu xài liên hệ ha. Đây anh em xem nha. Đó, chụp bọng này anh em xem nó còn nước đóng rồi gì nó hết nha. Đó, đảo không đảo anh em nhấn đây ha. Đó. Rồi ok, con này thì không có treo tường nha. Con này thì nó giống hịch sang vô hết, thương hiệu Siron nội địa nha. Giá là 1.200.000 đồng, anh em có nhu cầu xài liên hệ em bảo hành 3 tháng ha. Tiếp theo nồi cơm điện nha, nồi cơm điện mã số 1 nha. Em bán giá 1.500.000, bảo hành 3 tháng nha. Đó, anh em có nhu cầu xài liên hệ thương hiệu Toshiba nha. Con này tô có đèn nha anh em ha. Nhớ lúc này là nấu thôi ha. Đó, nấu thì nó sẽ phá dung nha. Con này nó có phá dung nha. Rồi, nhấn lúc này thì nó sẽ tắt nha. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn menu thì anh em chọn chế độ là ở đây. Không biết cứ nhấn lúc này lưu lại ha. Rồi, bên trong này anh em son của nó đây. Son của nó đây cũng còn rất là đẹp nha, cũng còn rất là đẹp ha. Có một điểm nhỏ này thôi ha. Em bán giá là 1.500.000, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ ha. Bảo hành cho anh em 3 tháng ha. 1.500.000 nha, ha. Rồi, áp suất bi đàng hoàng nha anh em, áp suất bi đàng hoàng nha ha. Rồi, 1.500.000. Ha. Rồi, có đèn luôn nha ha. Con này nấu cơm rất ok, anh em xem ngoại hình giùm em đi ha. Con này ngoại hình cái phần này nó hơi xấu nha. Đó. Anh em xem ha. Rồi, cũng sản xuất tại Nhật hết ha anh em. Rồi bảo hành cho anh em 3 tháng. Tiếp theo nồi cơm mã số 2, em bán giá là 2.300.000, bảo hành cho anh em 3 tháng, màn hình thì hết pin, kim điện nó mới có lên nha. Rồi, con này thì nó có ly nước phụ ẩm nha, nhấn nút này nấu 48 phút sau cơm chín nha, nhấn nút này tắt nha. Rồi, menu chọn chế độ thì anh em cứ chọn bên đây ha, không biết cứ nhấn nút này nghe lại ha. Nhấn nút này nấu thôi ha. Đó. Rồi. Đây ha, đây em sẽ cho anh em xem bên trong nha, son là cực kỳ đẹp nha. Son cực kỳ đẹp ha. Đây, anh em xem ha. Đó, son đẹp. Rồi có ly nước bù ẩm luôn nha. Thằng này có công nghệ ly nước bù ẩm nha anh em ha. Rồi, bên trong anh em xem nha, rất là mới đó, ok nha. Con nắp này ha. Bù ẩm thì nó chạy vô đây ha, chạy lên trên nó sẽ bù xuống ha. Đây anh em xem nắp son này bên trong đây ha. Rất là ok ha. Rồi. Con này thì em bán giá 2.300.000, bảo hành cho anh em là 3 tháng nha. Anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ em, thương hiệu là Bana ha. Thương hiệu lấy sinh đô đó ha, Bana là sau này ha. Rồi, ok nha. Tiếp theo nha, nồi này là 1.8L nè, nồi nãy là 1.0L nha. Nồi này 1.8L nè, con này nồi số 3 này em bán giá là 2.000.000, bảo hành cho anh em 3 tháng, thương hiệu Tiger nha. Có nấu gạo Gaba rồi các kiểu trong đây nha, ha, 1.8L nha anh em, ha, bảo hành cho anh em 3 tháng luôn. Anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ em nha. Rồi, ok. Đây son của nó đây các em. Đây son của nó đây. Ha. Đó. Để một điểm chốc lớn đây thôi, cỡ khoảng đầu chân ngang thôi chứ không lớn gì mấy nha. Bên trong ruột đây ha. Bên trong ruột đây. Nắp đây ha anh em, ron rồi gì các kiểu nè. Đây em sẽ cho anh em xem bên trong nữa nha. Ha, lửa ra ha. Đây bên trong rồi gì ron rồi gì còn rất là mới, rất là đẹp luôn nha anh em ha. Rồi, hoạt động ok, ngon lành, bảo hành cho anh em là 3 tháng ha. 2.000.000, 1.8L ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ, nhấn nút này là nấu nha anh em ha. Nhấn nút này tắt ha. Còn chế độ này chế độ hâm nha. Chế độ hiện giờ chứ, hâm bên đây ha. Rồi, ok, menu thì anh em nhấn đây. Mấy cái này là hoạt động ok, ngon lành hết nha. Anh em không biết cứ nhấn trở về, nhấn nấu thôi ha. Rồi, con Tiger này 1.8L em bán 2.000.000, bảo hành anh em 3 tháng nha. Tiếp theo nha, nồi cơm mã số 4 em bán giá 2.000.000 luôn. Con UC nha. Ha. Đó, anh em xem ngoại hình nha ha, hoạt động rất là ok nha ha, nấu cơm rất là ngon. Anh em có nhu cầu thì liên hệ, giá 2.000.000, bảo hành cho anh em là 3 tháng luôn. Son nha, son anh em xem nha. Đó, trên viền này không thành vấn đề nha anh em, chỉ có phía dưới thôi ha. Phía dưới này cũng có một hai điểm chốc nhỏ đây thôi ha.
rồi hoạt động ok ha. Nó em sẽ test nè, nó bảo hành cho anh em là 3 tháng luôn nha. Nắp trên nè, nắp trên nè. Ha, nắp trên anh em rút ra nhớ vệ sinh nha. Đó rồi, gon cũng còn rất xanh, mâm còn rất sạch ha. Rồi đó thì anh em chạy lại thì nhấn lúc này nấu thôi, nó có đờn nha, nhấn này nấu nha, nhấn lúc này tắt nha, chín cơm nó cũng sẽ đờn nha. Menu thì anh em chọn đây ha, nhấn lúc này thoát ra nha. Rồi ok, nồi hoạt động ok, con lành bảo hành cho anh em 3 tháng nha. Với điều kiện là anh em không có ghim nhầm điện 220V nha. Cái này thì em cũng đã nói nhiều lần nha, em không có bảo hành cái mà anh em ghim nhầm điện nha. Nồi cơm mã số 5 nha, em bán giá là 2 triệu ha. Em cũng bảo hành cho anh em là 3 tháng. Anh em có nhu cầu xài liên hệ em, nồi cũng là 1.8 ha. Đó, anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ em nha. Đây, ok, thì em sẽ cho anh em xem bên trong nha. Son này ha, đó, son có 1-2 điểm chốc li ti thôi, chứ không có lớn nha. Rồi phía dưới này thì chốc sơn ngoài này không thành vấn đề nha, cái phần chống dính thì trong này thôi, còn cái phần này là phần nước sơn ngoài thôi nha. Này phần dưới này thì nó chốc sơn dưới đít nè ha, đó không sao cả. Đây anh em xem nha, bảo hành cho anh em là 3 tháng luôn đó. Có trục chặt gì mà nấu cơm không được, không chín hay là gì đó, hay nấu không được, ghim không có điện gì đó, nhưng mà với điều kiện là không có ghim nhầm điện giùm em nha. Anh em ghim nhầm điện thì ở đây em không có bảo hành nha. Rồi vẫn sẽ được nhưng mà không có bảo hành nha. Rồi ok, tính phí. Rồi nồi cơm số 5 nha, em bán giá là 2 triệu nha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ, nhấn lúc này nấu nha, có đờn luôn. Nhấn lúc này tắt menu, chọn chế độ là cứ này anh em chọn tới ha. Không biết nhấn trở về, nhấn lúc này nấu thôi ha. Rồi anh em, giá 2 triệu bảo hành cho anh em 3 tháng. Hôm nay em có tất cả là dùng sản phẩm này thôi. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335 172 445, em tên Sơn nha. Kính chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trong video clip tiếp theo. Xin ngái kính chào. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào.